Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 21. Diệp Thiên Chính nghe được Lâm Tuyệt Long uy hiếp, như cũ lắc đầu, người hỏi qua bao nhiêu lần, ta cái gì cũng không biết. Nếu người hỏi ta phụ thân sự việc, người hẳn biết năm đó hắn và ta mẫu thân là đột nhiên chết. Hắn nào có thời gian nói cho ta chuyện gì cũng hoặc là giao cho ta thứ gì. Ta khuyên người còn chưa phải tốn tinh lực ở trên người ta. Hắn thái độ cực kỳ kiên quyết. Xem ra ngươi là không muốn hợp tác, đúng không? Lâm Tuyệt Long đứng lên, trong mắt hắn cực kỳ máu lạnh, khí tức cường đại để cho Diệp Thiên Chính cảm giác nghẹt thở. Đây chính là người tu luyện và người bình thường giữa khác biệt. Diệp Thiên Chính sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, thậm chí dần dần đổi là xanh mét, ho kịch liệt chi tiếng vang lên. Diệp Thiên Chính, ngươi nếu như thế thích bảo thủ bí mật, như vậy ta không ngại để cho ngươi cảm thụ một chút chết người mùi vị. Chỉ có người chết mới có thể coi giữ bí mật. Dứt lời, một hồi gió lớn ở bên trong phòng phun trào, Lâm Tuyệt Long xuất hiện ở Diệp Thiên Chính trước mặt, năm ngón tay một chảo, Diệp Thiên Chính giống như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo. Ca! Thanh âm thanh thúy sau đó, Lâm Tuyệt Long vậy tràn đầy máu tươi năm ngón tay đã giữ lại Diệp Thiên Chính cổ. Sau đó, tay hắn cánh tay trực tiếp nâng lên. Diệp Thiên Chính thân thể ngay tức thì rời đi mặt đất. Giờ khắc này, Diệp Thiên Chính khó khăn bị trình độ cao nhất. Trên cổ nổi gân xanh, hốc mắt lại là tràn đầy tia máu. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Ta hỏi lần nữa, người phụ thân có hay không lưu lại cho ngươi cái gì? Ngươi như lại không cho ta câu trả lời hài lòng, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì là hành hạ. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng là Diệp Thiên Chính vẫn không có nói chuyện. Trong đầu hắn hình ảnh không ngừng hồi tránh, duy vừa nghĩ tới chính là vậy đá màu đen. Cái này đá màu đen là hắn phụ thân giao cho hắn, càng làm cho hắn đưa cho Diệp Thần. Mặc dù không biết lai lịch, nhưng là phụ thân hắn đã thông báo, điều bí mật này không thể nói cho người. Hơn nữa cái này thạch, đâu chỉ có thể cho Diệp Thần. Nói cách khác, Diệp Thần là làm cho này đá màu đen mà sống. Đây là số mạng của hắn. Lúc đó Diệp Thiên Chính nghi ngờ vạn phần, hắn biết mình phụ mẫu cho tới nay cũng có chút quái dị. Ngoài mặt xem và người bình thường không việc gì khác biệt, nhưng là trên mình lại có cảm giác nói không ra lời. Giống như giấu giếm cái gì, thậm chí để cho hắn khi thì cảm giác Ninh Ba Diệp gia tạo hết thảy cũng giống như là giả tưởng. Năm đó nữ dung mang thai, bọn họ cũng biết Bội Dung sẽ xảy ra hạ một cái bé trai, thậm chí đã sớm lấy tên là Diệp Thần. Liền ngày sanh cũng vô cùng tinh chuẩn. Hắn một mực lấy làm cho này là trùng hợp, nhưng là ở U Hồn Ngục Giam thời điểm, hắn càng nghĩ càng không đúng. Bây giờ Lâm Tuyệt Long trói buộc hắn, tựa như để cho hắn hiểu ra. Nhưng là hắn vẫn không có nói gì, bởi vì mình một khi nói ra, xảy ra chuyện chính là Diệp Thần. Hắn hơn 40 tuổi, sống đủ rồi, nhưng mà mình nhi tử may mắn thuận lợi vừa mới bắt đầu. Thời khắc này Diệp Thiên Chính khó chịu đến mức tận cùng. Hắn liều mạng chịu đựng. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen từ bên ngoài vọt ra, Tuyệt Long, mau cho ta dừng tay. Lâm Tuyệt Long ngẩn ra, vẫn không có buông tay ra. Tuyệt Long, ngươi như lại không buông tay, Diệp Thiên Chính nếu như xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Khí lực đầy đủ thanh âm vang khắp gian nhà, để cho Lâm Tuyệt Long hoàn toàn biến sắc, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem Diệp Thiên Chính vùng ở trên ghế salon. Diệp Thiên Chính ho khan mấy tiếng, hoạt động hạ cổ, hô ít mấy hơi, con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyệt Long. Thời khắc này hắn ánh mắt hung thần đến mức tận cùng, căn bản không giống như là một người bình thường ánh mắt. Lâm Tuyệt Long không để ý đến Diệp Thiên Chính sát ý, mà là đối với tiến vào vị kia lão nhân nói, ba, ngươi tới làm gì, ta có thể từ hắn trong miệng đạt được thứ ngươi muốn. Lại cho ta một ít thời gian. Cụ già không để ý đến Lâm Tuyệt Long, mà là đối bên ngoài cung kính nói, Khâu đại sư, vào đi. Không lâu lắm, một cái hơi thở mờ ảo, đầu tóc bạc trắng thanh bào cụ già xuất hiện, cụ già chó ôm gánh, tay cầm một cây long văn quải trượng, hai tụ khẽ vuốt, mang đến một hồi thanh gió. Thanh bào ông già xuất hiện để cho Lâm Tuyệt Long con ngươi co giúp một cái, hắn lại từ trên người đối phương cảm thấy một chút sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ là Côn Lôn Hư đi ra ngoài cường giả? Ba, vị này là...
Lâm Phụ hừ lạnh một tiếng, Khâu Đại Sư là núi Côn Lôn chỗ sâu cường giả, thuật pháp của hắn có thể đọc lấy võ giả và người bình thường trí nhớ, thà chết như vậy ép Diệp Thiên Chính, còn không bằng mời loại thuật pháp này Thông Thần Đại Sư ra tay. Lâm Tuyệt Long con người co giúp một cái, vui vẻ nói, vẫn là ba có nhìn xa trông rộng. Lâm Phụ không để ý đến, mà là đối với Khâu Đại Sư đưa tay ra dấu mời, cung kính nói, Khâu Đại Sư, mời. Khâu Đại Sư gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, một bước đi tới Diệp Thiên Chính trước mặt, lại là đưa ra chỉ điểm một chút ở Diệp Thiên Chính trên ấn đường. Diệp Thiên Chính vốn định tránh, nhưng phát hiện một cổ cực mạnh uy áp trói buộc hắn, hắn nhúc nhích không được. Khâu Đại Sư ngón tay lóe lên một tia ánh sáng tím chui vào Diệp Thiên Chính đầu óc. Hắn khóe miệng có một tia cao ngạo, Lâm gia xài to lớn giá phải trả mời hắn rời núi, hắn vốn cho là đòi lấy một ít cường giả trí nhớ, lại không nghĩ rằng là một giới người bình thường. Diệp Thiên Chính ở hắn trong mắt và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Lấy được trí nhớ, quá mức đơn giản. Lâm Phụ và Lâm Tuyệt Long con ngươi lộ ra mừng rỡ ý, mong đợi vạn phần. Một giây, hai giây, ba giây, đến thứ năm giây thời điểm, Khâu Đại Sư nụ cười đột nhiên đọng lại. Hắn lực lượng khi tiến vào Diệp Thiên Chính chỗ sâu trong óc nháy mắt, lại bị ngăn trở. Một cổ cực mạnh uy áp lại từ đối phương trong đầu bắn ra. Cái này làm cho hắn sắc mặt đại biến, vừa định rụt tay về. Nhưng phát hiện một cổ lực lượng trói buộc hắn. Làm sao có thể? Hắn con người ngay tức thì đổi là kinh hoàng, kinh hô thành tiếng. Lâm Phụ và Lâm Tuyệt Long thấy vậy, cảm giác được không đúng, mới vừa muốn nói chuyện, phốc. Khâu Đại Sư lại khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Hắn cái tay kia lại là vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi. Càng quỷ dị hơn là, vậy nổ bắn ra máu tươi lại không có tràn vào đến Diệp Thiên Chính phân nửa. À! Khâu Đại Sư thân thể bay rớt ra ngoài, như diều đứt dây vậy, sau đó nặng nề nện ở vách tường trên. Một mặt vách tường ầm ầm sụp đổ. Cả thế giới cũng yên lặng lại. Lâm Tuyệt Long và Lâm Phụ lại xem Diệp Thiên Chính, trong mắt đều là chừng lớn tới cực điểm, thậm chí mang vẻ sợ hãi. Lại có một đạo lực lượng đang bảo vệ Diệp Thiên Chính. Mấu chốt liền Khâu Đại Sư cường giả loại này vậy hám không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hoàng. Quả nhiên, Ninh Ba Diệp gia tuyệt đối có vấn đề. Và tổ tiên lưu lại tin tức như nhau. Lâm Phụ lạnh lùng nói, hắn thanh âm mang vẻ kiêng kỵ. Ba, vậy Diệp Thiên Chính xử trí như thế nào? Lâm Tuyệt Long nhíu mày nói. Mới vừa rồi lực lượng kia bùng nổ ngay tức thì để cho hắn lại sinh ra vẻ sợ hãi. Tạm thời để cho hắn lưu ở chỗ này, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Theo ta biết, Giang Nữ Dung và hắn nhi tử cũng không có chết. Diệp Thiên Chính trọng tình trọng nghĩa, phỏng đoán chỉ có cái này hai người mới có thể để cho hắn lên tiếng. Còn như dưới mắt, ngươi mang Khâu Đại Sư đi xuống chữa thương. Hắn không thể có chuyện, nếu không ta không dễ ăn nói. Được. Rất nhanh, cả nhà chỉ còn lại Diệp Thiên Chính một người, Diệp Thiên Chính nhìn mình hai tay, thật là nghi ngờ. Kinh thành Đại học Sư phạm, giáo viên nhà trọ. Diệp Thần dĩ nhiên không biết Lâm gia sự tình phát sinh, thời khắc này hắn đang vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Trước phá thiên một kiếm yếu ớt cảm giác miễn cưỡng biến mất. Hắn vốn cho là bước vào ly hợp cảnh sau đó, phá thiên một kiếm cũng có thể không bị thương thi triển, bây giờ mới phát hiện, phá thiên một kiếm so hắn tưởng tượng muốn kinh khủng nhiều. Có thể gặp sát lục đạo quân cho hắn ba chiêu này kiếm ý có bao nhiêu kinh người. Nếu như không có phá thiên kiếm ý, hắn ngày hôm nay cũng không khả năng như thế dễ dàng rời đi Giang gia. Giang lão gia tử thực lực và nhìn xa trông rộng, tất nhiên phát hiện mình kiếm pháp này mạnh mẽ, ở đối phương xem ra, mình tiềm lực và cái này phá thiên kiếm ý so sánh, căn bản không có thể một đề ra. Thật là buồn cười. Diệp Thần gian phòng quấn vòng quanh một cái huyết long hư ảnh, chỉ bất quá bởi vì huyết long hư ảnh khổng lồ, cái gian phòng này tựa hồ không tha cho nó. Một tiếng sau đó, Diệp Thần đem huyết long thu hồi trong cơ thể. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ gian phòng đều phải xanh phá. Vừa vặn, ám điện người phát tới một ít kinh thành biệt thự hoặc là trang viên chọn địa điểm. Bởi vì lần này chỗ ở, có thể liền là chân chánh kinh thành Diệp gia ra đời đất, chọn địa điểm rất là trọng yếu.
Ám điện người lại là gọi điện thoại tới, điện chủ, đây là ám điện trước mắt điều tra kinh thành mấy chỗ phù hợp ngài yêu cầu địa phương, cụ thể tranh ảnh và tin tức cũng phát đến điện chủ hộp thư lên, xin xem qua. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy ra máy tính bảng, đại khái nhìn lướt qua những tin tức này. Hắn đối với kinh thành không phải rất quen, chỉ có thể đại khái từ phong thủy góc độ nhìn một cái. Những chỗ này phong thủy thật tốt, hẳn giá trị văn hoa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, kinh thành, mình mẫu thân rõ ràng so hắn quen thuộc à. Mẫu thân lại là kinh thành gia tộc cao cấp con cưng, bàn về chọn địa điểm, mẫu thân hiển nhiên là người chọn tốt nhất. Diệp Thần không do dự nữa, đi tới phòng khách, Giang Nữ Dung đang quét vệ sinh, gặp Diệp Thần đi ra liền nói, thần nhi, người không tu luyện. Mụ, người tới đây, ta có chuyện muốn hỏi ý người một chút ý kiến. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon nói. Giang Nữ Dung đôi mi thanh tú một nhăn mày, buông xuống cây lau nhà, đi tới Diệp Thần bên người, chuyện gì? Chẳng lẽ là liên quan tới ta con dâu? Diệp Thần cười lắc đầu một cái. Lại là đem máy tính bảng đưa cho Giang Nữ Dung, mụ, ngươi nhìn một chút mấy cái này địa phương cái nào tốt nhất. Giang Nữ Dung nhìn lướt qua máy tính bảng nội dung, ngay tức thì công khai, thần nhi, ngươi thật muốn ở kinh thành thành lập Diệp gia. Bây giờ đều bắt đầu chọn địa điểm, ta cảm thấy cái này giáo viên nhà trọ tốt vô cùng, hoàn cảnh yên lặng, không người quấy rầy. Mụ, từ ngươi rời đi Giang gia sau đó, ngươi cũng biết, Giang gia tất cả mọi người đều xem thường chúng ta một nhà. Nói phụ thân là phế vật, nói ta lại là nghiệt chủng, thậm chí lên tiếng làm nhục ngươi, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Có chút thời điểm, thà xóa đi những người này, không bằng dùng hành động chặn lại miệng của những người này. Bọn họ cho rằng mình cao cao tại thượng, vậy ta thì phải để cho bọn họ rõ ràng, đom đóm ánh sáng há có thể cùng vầng trăng tranh sáng. Mà chúng ta một nhà chính là hoa hạ hạo tháng. Giang Nữ Dung nghe được Diệp Thần quyết tâm, trong mắt ửng đỏ. Năm đó sinh hạ Diệp Thần bị kiểm tra ra lại là phàm căn, hoa hạ võ đạo giới vô số chửi rủa và làm nhục, từng tờ một khuôn mặt dữ tợn thậm chí để cho nàng vô số ban đêm không ngủ được. Phụ thân và Giang gia những người đó lạnh lùng càng làm cho nàng đau lòng. Nàng chìa vào to lớn áp lực, trông nom Diệp Thần, để cho hắn giống như một người bình thường như nhau trưởng thành. Nàng chỉ muốn Diệp Thần cả đời bình an là được. Không xa cầu Diệp Thần có cái gì lớn thành tựu. Lại không nghĩ rằng, mấy ngày nay uyển như mộng ảo, Diệp Thần cho nàng quá nhiều rung động, tột đỉnh. Hồi lâu, Giang Nữ Dung gật đầu một cái, thần nhi, bỏ mặc ngươi làm gì, mụ cũng giúp đỡ ngươi. Mụ vậy hy vọng có một ngày, tất cả mọi người nghe được Giang Nữ Dung nghĩ tới không phải kinh thành Giang gia, mà là kinh thành Diệp gia. Nói xong, Giang Nữ Dung vừa cẩn thận phân tích một lần bình trên nền nội dung. Khi thì cau mày khi thì thở dài. Một phút sau đó, Giang Nữ Dung đem máy tính bảng để lên bàn, mở miệng nói, thần nhi, nếu quả thật muốn chọn một kinh thành Diệp gia bắt đầu đất, những thứ này cũng không thích hợp. Diệp Thần ngẩn ra, những chỗ này hắn đều thấy, bất kể là khí vận vẫn là vị trí đều là thật tốt tồn tại, nhưng là ở mẫu thân trong mắt nhưng không thích hợp. Thần nhi, một cái gia tộc cao cấp, thứ phải cân nhắc quá nhiều, chọn địa điểm cần cực kỳ cẩn thận. Phong thủy khí vận là một, cách cục bảo vệ trận là hai, thứ ba chính là tộc vận khí, cũng là trọng yếu nhất tồn tại. Diệp Thần mặt lộ nghi ngờ, tộc vận khí. Giang Nữ Dung gật đầu một cái, giải thích cái này tộc vận khí cụ thể là cái gì, ta không nói được, nhưng là ta lúc nhỏ, nghe ra tộc trưởng lão và rất nhiều người cũng đề cập tới vật này, hoa hạ. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, thật ra thì hắn ở Côn Lôn Hư cũng nghe qua tương tự giải thích, Côn Lôn Hư tông môn. Cơ hồ đều là thành lập ở cái khác tông môn trên. Mụ, ý ngươi là, muốn thành lập một cái gia tộc cao cấp, ta trước muốn tiêu diệt một cái gia tộc cao cấp, chiếm cứ hắn địa phương. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn được suy nghĩ thật kỹ diệt gia tộc nào thích hợp nhất. Giang Nữ Dung nhưng lắc đầu một cái, ở máy tính bảng lên thao tác lộn một cái, ngay tức thì cho thấy kinh thành mặt đông một khối rộng lớn đất. Chỉ bất quá không biết tại sao, không có hình vệ tinh. Thần nhi, nếu quả thật muốn ta lựa chọn, nơi đây là cao nhất tồn tại. Chỉ bất quá chỗ này có chút tranh cãi, hơn 30 năm, không có bất kỳ gia tộc nào dám bắt lại mảnh đất này. Tại sao? Nơi này người sở hữu kêu Bách Lý Hùng. Bách Lý Hùng ở Hoa Hạ quân khu nhưng có chức địa vị hết sức quan trọng,
thủ hạ hắn còn nắm giữ một chi kêu Thiết Huyết Doanh đội ngũ, Thiết Huyết Doanh một mực ở trên giang hồ truyền lưu, không biết thật giả. Nghe nói làm Hoa Hạ xuất hiện nặng nguy cơ lớn và chiến dịch thời điểm, Thiết Huyết Doanh mới sẽ xuất thủ. Ra tay một cái, bất kể là người bình thường vẫn là cổ võ giả, tất nhiên là cường lực trấn áp. Hoa Hạ một ít gia tộc cao cấp cũng phải kiêng kỵ, dẫu sao quốc gia lực lượng không thể khinh thường. Mảnh đất này, thật ra thì rất nhiều gia tộc rình rập qua, nhưng là bởi vì Bách Lý Hùng cương quyết, bọn họ cũng buông tha. Còn như nguyên nhân chính là Bách Lý Hùng vợ biến mất, và nơi đây có rất lớn liên quan, Bách Lý Hùng phái trọng binh trông nom nơi đây, người bất kỳ và võ giả cũng không được bước vào. Diệp Thần nghe được Bách Lý Hùng cái này ba chữ, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn không có gặp qua Bách Lý Hùng, nhưng là lại cùng Bách Lý Hùng nữ nhi Bách Lý Băng đã từng quen biết. Cần phải Kình và Bách Lý Hùng quan hệ chắc không bình thường. Mụ, nếu ngươi coi trọng nơi đây, ta sẽ hết sức ta toàn lực bắt lại chỗ này. Diệp Thần nghiêm túc nói. Giang nữ dung sắc mặt trở nên có chút cổ quái, thần nhi, ngươi hiểu lầm, ta nói nơi đây cao nhất, không phải để cho ngươi lựa chọn chỗ này mụ cũng không xa cầu, ta bên này còn có mấy cái lý tưởng lựa chọn. Mụ, không cần, liền chỗ này, ta và Bách Lý Hùng nữ nhi biết, hẳn có thể thử nghiệm mấy phần. Giang nữ dung gặp Diệp Thần đều nói như vậy, vậy không nói thêm gì nữa. Có một số việc, chỉ có thần nhi làm, mới sẽ biết khó khăn. Bách Lý Hùng nóng nảy không thể so với Giang lão gia tử kém, mấu chốt đối phương tay cầm Thiết Huyết Doanh, Hoa Hạ số một vị kia cũng phải kiêng kỵ mấy phần, thần nhi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp còn khó hơn lên trời. Sáng ngày thứ hai, kinh thành đại học sư phạm. Diệp Thần nhận được Lôi Thụ Vĩ điện thoại, liền hướng cửa trường học đi. Trước khi rời đi, hắn cho mẫu thân một đống đan dược cùng với võ, hắn biết mẫu thân quyết tâm bước chân vào tu luyện một đường, đã như vậy. Hắn tự nhiên cấp cho nàng đồ tốt nhất, cũng coi là giúp đỡ giấc mộng của mẫu thân đi. Đến cửa trường học, một chiếc đặc thù cải trang cờ đỏ L7 xe nhỏ ngừng ở ngoài cửa, nhìn như cực kỳ khiêm tốn, nhưng là cũng để cho không ít người chú ý tới. Hồng Kỳ xa cửa xe mở ra, Lôi Thụ Vĩ vậy ở bên trong. Diệp tiên sinh, Diệp Thần gật đầu một cái, lên xe trực tiếp hướng phía nam đi. Diệp tiên sinh, đợi gặp được vị kia. Dù sao cũng muốn khống chế mình à. Lôi Thụ Vĩ nhắc nhở. Hắn có thể là sợ Diệp Thần, tên này nhưng mà không sợ trời không sợ đất tồn tại, coi như là vị kia mặt mũi vậy không nhất định nhìn à. Đến chỗ đó, nếu như Diệp Thần hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên thời gian đầu tiên sẽ bị tru diệt. Dẫu sao nơi đó cao thủ đều là không có ở Hoa Hạ Tông Sư bảng ẩn núp cao thủ. Bàn về thực lực, đã sớm bước vào Hoa Hạ trước năm tồn tại. Diệp Thần gật đầu một cái, ta hiểu rõ, ta lần này muốn cầu cạnh vị kia, tự nhiên sẽ thu liếm, chẳng qua là không biết vị kia có thể hay không cho ta câu trả lời. Lôi Thụ Vĩ thở dài một hơi, Diệp tiên sinh nói như vậy ta cứ yên tâm. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Lôi Thụ Vĩ, người đối với Bách Lý Hùng hiểu rõ nhiều ít. Lôi Thụ Vĩ nghe được cái tên này, còn người thoáng qua vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp tiên sinh và Bách Lý Hùng có mâu thuẫn? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật phiền toái. Dù sao đối phương cũng không phải là cái người dễ trêu à. Diệp tiên sinh, ngài đây là. Diệp Thần biết Lôi Thụ Vĩ hiểu lầm, liền nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không có gì mâu thuẫn, chẳng qua là nghe nói người này có chút lợi hại. Lôi Thụ Vĩ trong lòng đá rơi xuống, nhìn một cái chỗ điều khiển người đàn ông, nhẹ giọng nói, nếu như chỉ một xem quyền lợi và chức vị. Bách Lý Hùng so ta cao quá nhiều, thậm chí chúng ta không phải là một cấp bậc. Bởi vì Bách Lý gia tộc nhưng mà Hoa Hạ nổi danh tướng tộc. Hoa Hạ một nửa giang sơn nhưng mà Bách Lý gia lão gia tử kia đánh xuống. Cái này đặt ở cổ đại chính là đại tướng quân, vốn là có Bách Lý gia lão gia tử kia ở đây, Bách Lý gia tộc liền không người nào có thể hám. Lại không nghĩ rằng, mấy chục năm trước Bách Lý Hùng ngang trời xuất thế. Hắn thực lực rất mạnh. Mạnh tới trình độ nào, mấy chục năm trước, hắn đã từng thời gian ngắn leo lên Hoa Hạ Tông Sư bảng người thứ nhất. Thời gian ngắn, người thứ nhất, Diệp Thần chân mày nhíu. Lôi Thụ Vĩ tiếp tục nhẹ giọng giải thích, bây giờ Hoa Hạ người thứ nhất khẳng định không phải Bách Lý Hùng, ban đầu hắn leo lên Tông Sư bảng thứ nhất sau đó, ngắn ngủi 10 phút, liền bị phía chính phủ hủy bỏ.
bởi vì hắn lại lập tức bị Hoa Hạ thăng là thượng tướng. Thân phận đặc thù, tự nhiên không thể ở tông sư trên bảng. Thượng tướng ở Hoa Hạ nhưng mà tay cầm thực quyền vị trí à? Diệp tiên sinh, ngươi là thiếu tướng, đã là phá lệ đề bạt, mà Bách Lý Hùng năm đó chức vị so ngươi cao dòng dã 2 cấp, không chỉ như vậy, luận võ đạo thực lực, ngươi có thể cũng không phải hắn đối thủ. Diệp thần hơi kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới Bách Lý Hùng có lớn như vậy lai lịch, hắn rốt cuộc rõ ràng, mẫu thân lúc ấy nói ra cái này 3 chữ, sợ hãi ánh mắt. Xem ra chỗ đó, có Bách Lý Hùng trông nom, vậy gia tộc không dám rình rập là có đạo lý. Nếu như ta muốn gặp Bách Lý Hùng, người có thể giúp ta dẫn gặp sao? Diệp thần suy tính mấy giây, lời nói ra kinh người nói. Lôi Thụ Vĩ cũng biết Diệp thần sẽ không tùy tùy tiện tiện nhắc tới một người, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có chuyện ngươi có thể không biết, Bách Lý Hùng trong tay nắm một chi đối với Hoa Hạ mà nói cực kỳ lực lượng trọng yếu, cái này cùng Hoa Hạ Long Hồn không thể so, Long Hồn phụ trách xử lý một ít đặc thù chuyện kiện, mà lực lượng trên tay hắn chính là trực tiếp xử lý chấn áp chuyện. Chấn này đè có thể là người, cũng có thể là nước. Ta có hắn điện thoại phòng làm việc, nhưng là không quá có thể đả thông. Ta nghe nói tháng tới, Bách Lý Hùng thật giống như bước vào tần lĩnh, hẳn xử lý một ít chuyện tình đi, không biết có chưa có trở về. Người muốn gặp hắn chuyện này, hỏi ta căn bản không dùng, còn không bằng và con gái nàng trò chuyện một chút. Bách Lý Băng mặc dù một mực thuộc về thả nuôi trạng thái, chuyện nàng, Bách Lý Hùng cơ hồ không nhúng tay vào, chính là vì ma luyện Bách Lý Băng. Đây là Bách Lý gia tộc quy củ, không phải vạn bất đắc dĩ, còn em gia tộc không thể tùy tiện mượn gia tộc lực lượng. Nhưng là nói thế nào đi nữa, Bách Lý Hùng vẫn là rất để ý cô gái này, người nếu như muốn gặp Bách Lý Hùng, đây là một cái cắt vào điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không lâu lắm, xe dừng lại, và số một ước định đến nơi rồi. Diệp thần và Lôi Thụ Vĩ xuống xe, ở một vị ăn mặc quân trang người đàn ông dưới sự hướng dẫn, tiến vào thiền điện, đi qua thật dài hành lang, lại xuyên qua mấy cánh cửa, đi tới một nơi bên trong phòng vườn hoa. Bước vào vườn hoa đang lúc, Diệp thần liền cảm thấy mười mấy đạo sát cơ lạnh như băng bắn vào. Cái này ý định giết người mang cực mạnh hơi thở, tựa như chỉ cần hắn động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp tiên sinh, ta liền không vào, nhớ ta mới vừa rồi trên xe giao phó nói. Lôi Thụ Vĩ đứng ở cửa nói. Hắn vẫn có chút không yên tâm, nhưng mình lại không thể đi vào dự thính, thật là làm người ta cuống cuồng. Diệp thần không trả lời, trực tiếp bước vào. Trung tâm vườn hoa có một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn ông già. Thân thể lão nhân thẳng, cầm trong tay một cái bình nước ở tưới hoa. Xa xa nhìn lên, căn bản không giống như là cái đó tay cầm quyền lực cụ già, ngược lại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cụ già phát giác cái gì, nhàn nhạt nói thật, muốn gặp người thật đúng là khó khăn. Hắn buông xuống bình nước, hai tay chắp sau lưng, nhìn Diệp thần, trong mắt đục ngầu thoáng qua một đạo tinh quang. Đoạn này thời gian... Ta nhưng mà một mực từ thủ hạ vậy nghe được ngươi hành động vĩ đại, Ninh Ba Đài Võ Đạo, tỉnh Chiết Giang Vân Hồ Sơn Trang, tỉnh An Huy, kinh thành Đại học Sư Phạm Mây và Hồ, U Hồn Ngục Giam. Khoan hãy nói, mấy thập niên này tới, trừ vậy Bách Lý Hùng, thật đúng là không người nào, có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi so hắn trẻ tuổi hơn, càng có chí tiến thủ, đại biểu vô hạn có thể, ngồi đi. Cụ già ngồi ở ghế đá trên, rót hai ly trà. Một ly nhẹ nhàng đẩy một cái, một cổ nhàn nhạt khí lưu phủ tới, Diệp thần ngẩn ra, vội vàng nắm ly trà. Một cổ cực mạnh đợt khí xông tới mặt, Diệp thần bước chân đạp một cái, huyết sát ra, vậy đợt khí ngay tức thì đánh tan. Lúc này đến phiên Diệp thần kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới vị này Hoa Hạ tay cầm cao nhất quyền lực cụ già lại là một vị võ giả. Mấu chốt thực lực rất mạnh. Trà này là Vũ Di Sơn mới hái, mùi vị không tệ, nếm thử một chút. Cụ già vân đạm phong khinh, nhấp một miếng trà, nhìn một chút thời gian. Diệp thần đem trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lại là đem ly bỏ vào bàn đá trên, làm hắn buông tay nháy mắt, ly trà hóa là bột, có thể gặp mới vừa rồi một kích lực lượng có kinh khủng dường nào. Cụ già nhìn một cái vậy bột, còn người hơi co lại, Diệp thần, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, ta cũng không nói nhảm, hôm nay ta tìm ngươi tới,
là tới truy cứu ngươi trách nhiệm. Kinh thành đại học sư phạm là Hoa Hạ 985 và 211 đại học, vô số học sinh ở bên trong học tập, ngươi như vậy dẫn động động tĩnh lớn như vậy, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Vì ham muốn cá nhân, đem Mây và Hồ rút sạch, lại là dẫn động kinh thành dị tượng, Hoa Hạ động đất cục cùng với cục võ đạo Hoa Hạ bên kia nhưng mà cáo trạng liền ngươi trăm cái. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? U hồn ngục giam bị ngươi dùng lực lượng nào đó phá xấu xa, bên trong chết 7 người, trọng thương 100 người, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Nếu như u hồn ngục giam những cái kia tội phạm chạy ra, phá xấu xa xã hội, nhiễu loạn Hoa Hạ trật tự, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Bốn câu hậu quả, ông già khí thế không ngừng leo lên, hiển nhiên có chút nổi nóng. Dẫu sao, Diệp Thần cấp bậc thiếu tướng, cùng với Long Hồn Tổng Giáo Quan, đều là hắn chĩa vào áp lực phê chuẩn. Bây giờ Hoa Hạ một ít người đã biết Diệp Thần làm nơi là, trực tiếp đem chuyện này nhân xâm đến hắn nơi này. Hắn làm sao có thể không tức giận? Diệp Thần, có vài người đã đem ngươi liệt là Hoa Hạ nguy hiểm nhất một người trong, thậm chí để cho ta hạ lệnh đem ngươi bắn chết. Bên ngoài bây giờ có 15 vị cao cấp cường giả, chỉ cần ta một cái động tác tay, ngươi cũng sẽ bị bắt lại. Ngươi nói ta nên làm gì, ta vị trí không cho phép có bất kỳ tư tâm. Cụ già nhìn Diệp Thần phản ứng, vốn cho là đối phương sẽ sợ hãi mấy phần, nhưng phát hiện Diệp Thần từ đầu tới cuối vân đạm phong khinh, tựa như cái gì cũng không quan tâm. Thằng nhóc này lòng cũng quá lớn liền đi. Diệp Thần khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, ở ông già khí thế hạ chút nào không kém, năm đó Vân Hồ Sơn Trang, Lâm Tuyệt Long diệt ta Diệp gia, cục võ đạo Hoa Hạ có truy cứu sao? Chúng ta một nhà chẳng qua là người bình thường mà thôi. Những cái kia cao cao tại thượng người nhất định cảm thấy chúng ta ba tánh mạng con người như con kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc đi. U hồn ngục giam là ta phá, vậy thì như thế nào? Ta không hối hận, ta phụ mẫu là người bình thường, không có bất kỳ tu vi, dám hỏi u hồn ngục giam có cái gì tư cách nhốt ta phụ mẫu? Đừng nói là u hồn ngục giam, coi như là lão nhân gia ngài nhốt ta phụ mẫu, ta cũng sẽ không chút nào khách khí. Diệp Thần giọng bỗng nhiên hiện lên lạnh. Đây là nói thật. Nếu không có ai cho hắn công chính đãi ngộ, vậy hắn liền rất miễn cưỡng đập phá hết thảy những ràng buộc. Cụ già thở dài một tiếng, khí thế thu liếm, Diệp Thần, u hồn ngục giam sau lưng lợi ích rắc rối phức tạp, ngươi như không thu tay lại, ta cũng đảm bảo không dưới ngươi, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là Hoa Hạ võ đạo giới vậy không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cục võ đạo Hoa Hạ và động đất cục bên kia ta cũng cho cản lại, nhưng là u hồn ngục giam sau lưng cái thế lực đó chỉ có chính ngươi đi xử lý, bên kia ta không quản được, liên quan đến đổ quá nhiều. Bây giờ, cái thế lực đó đã biết sự tồn tại của ngươi, ta khuyên ngươi có thể đứng ra, hướng bọn họ nói xin lỗi, sau đó lấy ra một ít thành ý tới, đây là nhất tốt phương thức xử lý. Diệp Thần biết cụ già tìm hắn là vì u hồn ngục giam sự việc. Lại không nghĩ rằng là để cho hắn nói xin lỗi. Đám người kia nhốt hắn phụ mẫu, thậm chí còn muốn giết phụ mẫu nàng, để cho hắn nói xin lỗi, tuyệt không thể nào. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, nếu muốn ta nói xin lỗi, vậy tổng nên nói cho ta cái thế lực này tên gì chứ? Huyết Minh, cái thế lực này lui tới tại Hoa Hạ và núi Côn Lôn một cái đất thần bí, bọn họ một điểm một giọt từng bước xâm chiếm Hoa Hạ. Có chút Hoa Hạ thế lực cao cấp cũng cùng cái thế lực này có rất lớn quan hệ. Cụ già giải thích, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lấy ra một bộ hình vẽ, chỉ trên đồ án một miếng màu đỏ cửa ký hiệu, người nói chắc là cái này đi. Cụ già nhìn lướt qua hình vẽ, gật đầu một cái, Diệp Thần, người thật sự định nói xin lỗi. Diệp Thần cười nhạt mấy tiếng, đứng lên, ta có thể chưa nói muốn nói xin lỗi, coi như phải nói xin lỗi, cũng là bọn họ hướng ta nói xin lỗi. Sắc mặt lão nhân biến đổi, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần liền tiếp tục nói, ta tới hôm nay nơi này, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, Lâm Tuyệt Long mang đi ta phụ thân, ta phải biết Lâm gia vị trí cụ thể. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nguyện ý dùng hết thảy đồ tới trao đổi. Cụ già tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Diệp Thần không chỉ không có nghe lọt mình nói, còn mưu toan tìm Lâm gia phiền toái. Hắn rất rõ ràng, nếu như Diệp Thần một khi đạt được Lâm gia vị trí, chết không phải Lâm gia, mà là Diệp Thần. Không thể nào, cụ già quả quyết đạo, không có chút nào do dự. Diệp Thần đã sớm biết sẽ là cái này câu trả lời,
Một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Bót! Hộp gấm vỗ vào bàn đá trên. Sau đó mở ra. Một cổ cực mạnh đan dược hơi thở từ bên trong tràn ra. Cụ già bình thản con ngươi lại biến thành một vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy được một viên màu vàng kim đan dược yên lặng nằm ở bên trong. Thuốc này phẩm cấp và đường vân là hắn cuộc đời này chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Viên thuốc này tên là Kim Linh Đan, cũng gọi Thái Hư Kim Linh Đan, người sau khi dùng, trên người phần lớn thương thế cũng biết biến mất, đồng thời tu vi tiến nhiều, cực lớn gia tăng đột phá bình cảnh xác suất. Nếu là ở ngâm giặt linh ao và uống tịnh linh liên trước uống một viên, thì có một nửa tỷ lệ, đột phá một cái cảnh giới lớn. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Đây là hắn dùng dược vương cốc vô số chân quý thảo dược luyện chế một ngày một đêm mà thành. Viên thuốc này đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với cổ võ giả và người tu luyện đều có cực mạnh công hiệu. Hắn còn không tin, đối phương còn không động tâm. Cụ già muốn áp chế nội tâm chấn động, nhưng phát hiện căn bản không phải, mấu chốt loại này hiếm hoi vật, Diệp Thần tại sao có thể có? Chẳng lẽ là hắn luyện chế? Hắn biết Diệp Thần ở Hoa Hạ Dược Minh sự tình phát sinh, ai cũng được thằng nhóc này không riêng gì một vị võ giả, còn là một vị cực mạnh luyện đan sư. Đan dược này quá quý trọng, ta không thể nhận, ngươi lấy về đi, ta không nói cho ngươi Lâm gia vị trí, cũng là vì cứu ngươi. Mấy giây sau đó, cụ già lên tiếng. Bót! Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần lại là một trưởng vỗ ở bàn đá trên, lần này, là một bản cực kỳ quý trọng võ. Trên đó viết Thiên Chiến Thần Quyền bốn chữ to. Quyền vũ kỹ này xa xa cao hơn Hoa Hạ võ đạo giới bất kỳ vũ kỹ nào, so với cái này Kim Linh Đan còn chân quý. Hai kiểu đồ đổi một vị trí. Như thế nào? Diệp Thần cường thế đến mức tận cùng. Ừng ực. Cụ già nuốt nước miếng một cái, cao hơn Hoa Hạ võ đạo giới bất kỳ vũ kỹ nào. Mấy chữ này đã nói lên vật này chân quý. Hắn không riêng gì người lãnh đạo, lại là một vị võ giả. Hắn có thể không động tâm. Hắn rõ ràng Diệp Thần, ban đầu Ninh Ba Đài võ đạo bùng nổ một chiêu, thì không phải là Hoa Hạ võ đạo giới võ, rất hiển nhiên, trên người người này có đại cơ duyên và bí mật. Hắn lấy đồ ra khởi hữu kém, hơn nữa đối phương lần này là quyết tâm muốn Lâm gia vị trí. Cuối cùng, cụ già hay là đem đồ đẩy trở về, ngươi cho ta lại nhiều đồ, ta câu trả lời đều giống nhau. Ngươi đi thôi. Tiểu Quang, tiễn khách. Không lâu lắm, một cái khí tức cường đại, người mặc quân trang người đàn ông đi vào, nhìn một cái Diệp Thần, Diệp tiên sinh, mời. Diệp Thần con người híp lại, đứng lên, phất tay áo đi. Nếu số một không nói, chẳng qua hắn tự nghĩ biện pháp. Ngay tại Diệp Thần đi mấy bước thời điểm, cụ già trong túi điện thoại vang lên, cụ già nhìn một cái điện tới biểu hiện, ấn nút tiếp nghe. Đột nhiên, sắc mặt lão nhân đại biến. Con người đều là kinh hoàng và tức giận. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cái đó rời đi lãnh ngạo hình bóng, mở miệng nói, Diệp Thần, đứng lại. Ngươi như muốn biết Lâm gia vị trí, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải hoàn thành một chuyện. Diệp Thần ngẩn ra, bước chân dừng lại, con người hiện lên vẻ ngưng trọng, chuyện gì? Cụ già nhìn một cái Tiểu Quang, nói, ngươi đi ra ngoài trước. Thủ trưởng. Chờ Tiểu Quang sau khi đi ra ngoài, toàn bộ bên trong phòng vườn hoa chỉ còn lại cụ già và Diệp Thần hai người. Cụ già nhấn một viên nút ấn, bóng người chấn động, đỉnh đầu thủy tinh và cửa sổ toàn bộ đóng lại. Không trung vườn hoa đổi là một cái bịt kín không gian. Không người nào có thể tra xem bên trong hết thảy tình trạng. Diệp Thần con người đông lại một cái, cảm thấy tình huống có cái gì không đúng. Đây là... Cụ già xanh mặt đi tới Diệp Thần bên người, nói ngay vào điểm chính. Diệp Thần, ta không nói nhảm, mới vừa nhận được điện thoại, Tần Lĩnh biến cố. Một tháng trước, Bách Lý Hùng cùng với Thiết Huyết Doanh 20 vị cường giả tiến vào Tần Lĩnh chỗ sâu, vì hoàn thành quốc gia sứ mạng, Bách Lý Hùng tự mình dẫn đội. Nhưng là ngay tại 2 tiếng trước, 20 trên người một người sinh mạng tin tức toàn bộ cắt đứt. Vô cùng có thể cũng xảy ra chuyện. Ta không xác định Tần Lĩnh bên trong chuyện gì xảy ra, cũng hoặc là bọn họ có còn hay không còn sống. Bây giờ Hoa Hạ đã phái cường giả và quân đội đi sâu vào, nhưng là còn chưa đủ, ngươi nếu như có thể tìm được Bách Lý Hùng bọn họ,
bỏ mặc bọn họ là kết quả gì, ta cũng biết nói cho ngươi Lâm gia vị trí. Ông già giọng nghiêm túc mà vừa khẩn trương. Hắn không có lựa chọn. Tần Lĩnh dãy núi sự kiện kia quá lớn. Nếu như Bách Lý Hùng xảy ra chuyện, vậy Hoa Hạ liền tổn thất thứ nhất đại tướng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù Hoa Hạ đã lựa chọn khẩn cấp tìm người các biện pháp, nhưng là hắn hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ Hoa Hạ nội bộ. Mà Diệp Thần thân phận, và các phe lợi ích không có bất kỳ liên lạc nào. Hơn nữa đối với phương tính cách và võ lực, tuyệt đối là người chọn tốt nhất. Tại sao là ta? Diệp Thần nói. Không có tại sao, ngươi nếu như đáp ứng, khoản giao dịch này liền đạt thành, ngươi lập tức ngồi máy bay đi Tần Lĩnh. Nói trước, ngươi không biết có bất kỳ tăng viện, quốc gia cũng không cho ngươi bất kỳ trợ lực, Tần Lĩnh dãy núi dựng dục Hoa Hạ một cái long mạch, chỗ sâu nguy hiểm ngươi chắc biết. Ngươi tự lựa chọn. Cụ già nhìn một chút thời gian, hiển nhiên có chút khẩn cấp, sau đó, lại là phát ra một cú điện thoại, lạnh lùng nói, hai chuyện, thứ nhất, lập tức an bài. Cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, nửa giờ bên trong, tất cả mọi người đều muốn chạy đến. Thứ hai, 5 phút sau, chuẩn bị một chiếc máy bay tư nhân. Cúp điện thoại, cụ già ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, người lựa chọn là cái gì? Diệp Thần tự nhiên không thể nào cự tuyệt, Bách Lý Hùng đối với hắn mà nói rất trọng yếu, coi như không vì mảnh đất kia, hắn vậy sẽ vì Lâm gia đi làm. Ta đáp ứng, Diệp Thần nói. Được, lão người đi tới một mặt vách tường, chỉ tay đè ở một vị trí trên, một giây kế tiếp, tường thể mở ra, một cái dấu diếm tủ xuất hiện ở hắn tầm mắt, hắn truyền vào hồng màng giải tỏa, tủ mở ra, hắn từ bên trong cầm ra không có một người ký hiệu điện thoại di động, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thần. Ngươi không nên hỏi Bách Lý Hùng đi Tần Lĩnh làm cái gì, cái điện thoại di động này có những người này tin tức. Hơn nữa một khi điện thoại di động tới gần nơi này những người này trồng vào thân thể chip, thì biết chấn động, mặt trên còn có thiết huyết doanh ám hiệu. Nhớ, chuyện này không thể và người bất kỳ nói, Lôi Thụ Vĩ cũng giống vậy, người không thể và Long Hồn liên lạc, coi như đến nơi đó cũng không thể và Hoa Hạ quân đội lực lượng liên lạc. Nếu như có người bất kỳ hỏi tới, người liền nói người đi du lịch là được rồi. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác cụ già trong mắt kiêng kỵ và nghiêm túc. Hắn gật đầu một cái, lại nói, ta rời đi kinh thành mấy ngày nay, ngươi phải bảo đảm cha mẹ ta an nguy. Cụ già cắt đứt đáp ứng, mẫu thân người ta sẽ phái bên người cường giả đi bảo vệ, còn như ngươi phụ thân, ta sẽ đối với Lâm gia làm áp lực, bọn họ tạm thời sẽ không động hắn. Thời gian không còn kịp rồi, sẽ có người mang ngươi đi lên máy bay. Không lâu lắm, Diệp Thần liền bị một cái xa lạ người đàn ông mang theo một chiếc máy bay tư nhân. Máy bay ngược lại không phải là Hoa Hạ quân cơ, cực kỳ phổ thông, hoặc có lẽ là vì che người tai mắt. Hắn nhìn trong điện thoại di động tin tức, càng phát ra cảm giác cổ quái, Hoa Hạ Tần Lĩnh chuyện gì xảy ra, lại cần Bách Lý Hùng như vậy tồn tại tự mình dẫn người đi sâu vào. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Không biết qua bao lâu, máy bay rốt cuộc đáp xuống Tây tỉnh Thiểm Tây Tần Lĩnh dãy núi vùng lân cận một cái sân bay. Tần Lĩnh dãy núi. Tây dậy Côn Luân, trung dọc Lũng Nam, đông tới Đại Biệt Sơn cùng với bảng phụ vùng lân cận Trương Bát Lĩnh. Ở Phương Thành, Nam Dương khu vực dãy núi đoạn vùi lấp, tạo thành Nam Tương ải đạo, ở dự, ngạc chỗ giáp giới là Đồng Bách Núi, ở dự, ngạc, hoàn chỗ giáp giới là Đại Biệt Sơn, đi về phía đổi là Tây Bắc Đông Nam, đến hoàn Nam Hoác Núi, ra núi khu vực là Đồi Núi, đi về phía là Đông Bắc Tây Nam. Nghĩa rộng Tần Lĩnh là Trường Giang và Hoàng Hà lưu vực ranh giới. Diệp Thần xuống máy bay, liền cảm giác được mình bị từng ngọn cự phong bao vây. Người ở đây hiếm tới, hoặc giả là bởi vì nơi đây không đúng du khách mở rộng, Diệp Thần nhìn một vòng cũng không có người phát hiện những người khác. Ngược lại là trên trời không ngừng có máy bay trực thăng và máy bay vạch qua, lộ vẻ lại chính là Hoa Hạ cứu viện. Diệp Thần phát hiện trên điện thoại di động phát tới một cái tọa độ điểm. Phía trên chú thích là Bách Lý Hùng các người biến mất đất. Cách hắn vị trí còn có rất lớn khoảng cách. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cấp tốc hướng Tần Lĩnh chỗ sâu lao đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần ngược lại là phát hiện chung quanh có dấu vết đánh nhau, hơn nữa còn rất là kịch liệt. Thực lực thậm chí không dưới mình. Mười mấy viên cây lớn lại có thể trực tiếp bị đánh bể, có thể gặp uy lực. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục xâm nhập thời điểm.
một viên đạn hoa phá trường không trực tiếp hướng hắn bắn tới. Diệp Thần con người co rúm một cái, đầu gối bùng nổ, trực tiếp nhảy tới một viên trên cây lớn. Hắn theo cành khô leo lên phía trên, đi tới chí cao chỗ, ngay tức thì chú ý tới mười mấy ăn mặc mê thải tác chiến dùng người nước ngoài đang dưới tảng cây không ngừng tìm kiếm. Hẳn là lính đánh thuê một loại. Hiển nhiên là tìm hắn. Diệp Thần nhướng mày một cái, mình cũng không có đắc tội đám người này, tại sao lại đột nhiên động thủ. Ngay tại hắn nghi ngờ hết sức, một cái cỡ nhỏ máy bay không người ngay tức thì xuất hiện ở bầu trời. Ngay sau đó một hồi gió táp mưa gào tiếng súng cuốn tới. Tự tìm cái chết. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, trong tay bắn ra một đạo đao gió, chính xác không có lầm đánh vào máy bay không người trên. Máy bay không người ngay tức thì hóa là một đạo hỏa diễm. Đồng thời, Diệp Thần ánh mắt hướng đám kia phía dưới giơ súng lính đánh thuê, hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái, trực tiếp từ mấy chục mét trên cây lớn nhảy xuống. Hung hãn hướng người kia đập tới. Những cái kia lính đánh thuê tự nhiên phát hiện trên bầu trời một cái bóng đen, hơi biến sắc mặt. Ai có thể nghĩ tới một cái thằng nhóc TQ lại dám trực tiếp nhảy xuống, thật là tự tìm cái chết. Bắn súng. Một cái tóc vàng mắt xanh đầu chọc lạnh lùng nói, một giây kế tiếp, vô số viên đạn xuyên phá không khí hướng Diệp Thần đi. Những đạn này còn dám làm ta thế nào? Diệp Thần một tiếng giống giận, một giây kế tiếp, đan điền chân khí phun trào ra, ngón tay bóp quyết, quanh thân cuốn lên một đạo kim sắc bình phong che chở. Những đạn kia giống như bị to lớn trở ngại vậy, toàn bộ đình trệ. Bước vào ly hợp cảnh, những đạn này hắn khởi biết sợ. Mới vừa rồi sở dĩ nhảy đến trên cây, hiển nhiên là vì làm rõ ràng ai trong bóng tối ra tay. Những cái kia tóc vàng mắt xanh lính đánh thuê gặp viên đạn cũng không gây thương tổn được người hoa kia, hoàn toàn bị dọa. Một giây kế tiếp, có người kịp phản ứng, lạnh lùng nói, hoa hạ cổ võ giả. Nhưng là lúc đã chậm, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, vậy rậm rạp chẳng chịt viên đạn toàn bộ lột, hướng vậy mười mấy người bắn tới. Nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, trừ một người đầu chọc trở ra, tất cả mọi người mình đầy thương tích. Huyết dịch văng khắp nơi. Vậy đầu chọc cảm giác được không đúng, cấp tốc hướng sau lưng thối lui. Quanh thân cuốn lên một tia kình khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ừ, lại còn có một tia tu vi. Diệp Thần cười nhạt, già nua huyễn thần quyết phun trào, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở đầu chọc trước mặt, các người là ai, tại sao phải đối với ta ra tay. Đầu chọc tròng mắt xúc tới cực điểm, giữa eo móc ra một cây dao găm, mang từng cơn sức lực hướng gió trước Diệp Thần xé đi. Không biết sống chết. Diệp Thần năm ngón tay trực tiếp nắm chủy thủ kia, rắc rắc. Trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như vậy, đầu chọc cánh tay vậy không chịu nổi Diệp Thần chân khí lực lượng, hoàn toàn gãy lìa, xương trắng hiển lộ. Đồng thời Diệp Thần năm ngón tay lại là hung hãn hướng đầu chọc cổ trừ đi. Uy áp cường đại, để cho đầu chọc liền thở dốc có thể cũng không có. Ngươi hẳn có thể nghe hiểu ta mà nói, ta cuối cùng hỏi một lần, các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao phải động thủ? Vậy đầu chọc cổ và gò má tràn đầy gân xanh, con người ứ máu, dư tợn đến mức tận cùng, hắn chật vật chỉ mình cổ, hiển nhiên là muốn phải nói. Nói. Diệp Thần trực tiếp đem đầu chọc nện xuống đất, đối phương không nhịn được trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Đầu chọc từng ngụm thở dốc, lại nhìn về phía Diệp Thần chỉ có sợ hãi, mấy giây sau đó, hắn dùng lưu loát trung văn nói. Hoa hạ tần lĩnh long mạch bị người phá xấu xa, chúng ta tới đây chẳng qua là vì phân. Lời còn chưa nói hết, một cổ cực mạnh hơi thở vào tới. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau, một tiếng vang thật lớn, vậy đầu chọc máu thịt nổ tung. Hóa là một đạo xương máu. Thời khắc này hắn con người hiện lên sắc bén. Hắn rốt cuộc rõ ràng số một tại sao như vậy khẩn trương, thì tại sao biết nhúc nhích dùng Bách Lý Hùng xử lý chuyện này. Hoa hạ mấy nhánh long mạch, tần lĩnh long mạch đối với hoa hạ cách cục ảnh hưởng to lớn. Một khi long mạch bị người phá xấu xa, cũng hoặc là dùng nào đó thuật pháp bị người mang đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấu chốt là cái gì thế lực sẽ đối tần lĩnh long mạch động thủ. Phỏng đoán Bách Lý Hùng còn không có đem tin tức mang về, liền xảy ra chuyện. Số một vị kia cũng không biết. Ngay tại Diệp Thần thâm tư đang lúc, mấy đạo thanh âm huyên náo vang lên.
mấu chốt trên người đối phương phun trào ra tốt hơi thở. Cổ võ giả. Diệp Thần tung người nhảy một cái, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Không lâu lắm, bảy vị cụ già xuất hiện ở vùng lân cận, đang trên cây che đậy hơi thở Diệp Thần con người bỗng nhiên hiện lên một tia lửa giận. Cái này bảy vị cụ già trong đó mấy người hắn biết, lại là người cục võ đạo Hoa Hạ. Một vị trong đó chính là ban đầu ở tỉnh An Huy trọng thương hắn Trường Bào ông già. Hắn thậm chí nhớ đối phương ngày hôm đó kinh tởm mặt mũi. Cục võ đạo Hoa Hạ chẳng lẽ vậy đi tìm một chút Bách Lý Hùng? Dưới tàng cây, Trường Bào ông già nhìn một cái chung quanh, chân mày vặn thành một cái chữ xuyên, nơi đây có cường giả qua lại, những người này hẳn sẽ chết phu cường người tay, thậm chí liền đánh trả năng lực cũng không có. Tiếp theo, mọi người chú ý một ít, chúng ta vẫn không thể chắc chắn lai lịch của người này, nếu như là Hoa Hạ quan phương lực lượng thì phiền toái, lần này Tần Lĩnh Long Mạch. Không chỉ núi Côn Lôn chỗ sâu cường giả muốn tranh đoạt, Trịnh Tông sư vậy chí ở tất được. Một cái trung niên nam tử nhìn một cái chung quanh, kinh ngạc nhìn về phía Trường Bào ông già, hỏi, Mục lão, Tần Lĩnh Long Mạch cho tới nay không phải có cường giả bảo vệ sao, hơn nữa núp ở dưới đất, tại sao phải bị phá xấu xa? Trịnh Tông sư lại muốn ra tay Long Mạch. Mục lão nghe được cái này ngu xuẩn vấn đề, một trường vung ra. Cái đó trung niên nam tử tại chỗ ngực xuất hiện một đạo máu trong vắt lỗ lớn, hắn chút nào không phản ứng kịp, căn bản không nghĩ tới mình sẽ xảy ra chuyện. Mục lão nhìn người đàn ông trung niên thi thể, lạnh lùng nói, có vài người chết tại lắm mồm, các người hẳn rõ ràng chuyện này sau lưng ý vị như thế nào đi, nếu như nói nhảm nữa, liền là kết quả giống nhau, đi, nhanh lên đi và Trịnh Tông sư hội hợp. Mục lão, ngay tại 6 người chuẩn bị rời đi đang lúc. Trên cây tre đậy hơi thở Diệp Thần trực tiếp rơi xuống. Hắn rốt cuộc rõ ràng vị kia cụ già tại sao để cho hắn không nên tiếp xúc người bất kỳ. Hoa Hạ võ đạo tổng cục đều ở đây Long Mạch trong chuyện này đứng sai chỗ đưa, huống chi những người khác. 6 người nhìn thình lình bóng người, thân thể một lần, khi bọn hắn thấy rõ trước mặt thanh niên, lại là đồng loạt kinh hô, Diệp Thần. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này. Mục lão con người hiện lên một tia u quang, lạnh lùng nói, lời nói mới rồi, người nghe được. Diệp Thần duỗi người, mở miệng nói, Trịnh Nhân Quyết nguyên lai có lớn như vậy dã tâm. Xem ra là ta xem nhẹ hắn. Nghe được câu này, mục lão diễn cảm biến. Điều bí mật này nếu như tiết lộ, vậy thì thật phiền toái. Lần trước tỉnh An Huy, có người xuất thủ cứu ngươi, lần này ta đây là muốn biết, nơi đây còn có ai sẽ cứu ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía tất cả mọi người, phẫn nộ quát, vừa động thủ một cái, chu diệt người này. Ở mục lão xem ra, bọn họ 6 người thực lực đủ để chém chết Diệp Thần. 6 đạo thân ảnh cấp tốc lao đi, rối rít lấy ra kiếm lạnh lẽo. Kiếm ý lóe lên, mang sát cơ lạnh như băng hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần như núi bất động, mắt lạnh nhìn mọi người, ban đầu tỉnh An Huy thực lực và bây giờ thực lực không thể thường ngày mà nói. Chu diệt hắn. Theo không thể nào. Ngay tại lục đạo kiếm ý muốn rơi xuống nháy mắt, Diệp Thần đưa ra một ngón tay, giết các người, chỉ một cái đủ rồi. Tiểu tử cuồng vọng, tự tìm cái chết. Mục lão gầm thét, kiếm ý ngút trời mà thôi. Diệp Thần cổ tay run một cái, ngón tay lại ngưng tụ ra một đạo thanh quang, kiếm ý bạo tăng, thiên địa bốn phương, quỷ thần né tránh. Ông! Tiếng rít bén nhọn chính giữa. Thanh quang che trời xây, bao phủ vạn vật. Đinh! Đảo mắt bây giờ, một hồi nhọn tiếng va chạm truyền tới. Ánh lửa bắn tán loạn. Kinh khủng đợt khí, giống như sóng thần hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi, trong chốc lát, gió nổi mây vần, như thiên quân vạn mã lao nhanh qua. Tất cả đều cho ta chết. Nhìn chỉ một cái và 6 thanh trường kiếm va chạm, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ông! Một cổ lực lượng nổ tung, sắc bén lóe lên, 6 thanh trường kiếm, bị đột nhiên ném bay ra. Đồng thời, cường đại kiếm ý trực tiếp phá vỡ trong đó 3 người thân thể. Tại chỗ bỏ mình, còn dư lại 3 người chính là bị đánh bay ra ngoài. Mục lão khạc ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào một viên trên cây lớn. Gương mặt kinh hãi. Mấy giây sau đó, mục lão muốn cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên. Nhưng phát hiện toàn thân hắn xương cơ hồ rã rời. Phốc,
hắn khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, kinh hô, làm sao có thể, người thực lực lại tăng trưởng đến mảnh đất này bước. Giờ phút này ai có thể hiểu Mục lão trong lòng rung động à? Từ tỉnh An Huy sự kiện kia đến bây giờ, mới nhiều ít ngày. Đối phương thực lực lại cường đại gấp mấy lần. Chỉ một cái là có thể đem bọn họ đánh bại, thủ đoạn này cũng chỉ có Trịnh Tông Sư mới có thể làm được. Nhưng là trước mắt, cái này tới tuổi 20 tiểu tử, lại đã đạt đến loại này thực lực. Cái này mẹ hắn ai có thể giải thích? Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, muốn nói gì, cũng rốt cuộc không nói ra. Hắn hận không phải đem ánh mắt trừng ra ngoài. Diệp Thần một bước bước ra, đi tới Mục lão trước mặt, bây giờ cảm giác rất khó chịu đi, ban đầu ở tỉnh An Huy, ta chính là như vậy, ngươi còn nhớ không? Mục lão lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, thời khắc này hắn thống khổ đến mức tận cùng. Xương sườn gãy lìa trực tiếp đâm vào hắn trong thân thể địa phương yếu ớt nhất. Hắn từng ngụm khạc ra máu tươi, lại là từ hông ở giữa lấy ra một cây dao găm, muốn kết thúc mình sinh mạng. Nhưng là hắn vừa định động chủy thủ nháy mắt, một cổ vô hình uy áp bao trùm tới. Hắn nhúc nhích không được. Diệp Thần trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn biết một chuyện, liên quan tới tần lĩnh dãy núi, người biết nhiều ít. Mục lão nở nụ cười lạnh, ta là một cái người sắp chết, ta sẽ vĩnh viễn coi giữ bí mật, ha ha. Ngươi đừng hòng biết. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện mười mấy cây ngân châm đồng loạt bắn ra. Không ngừng run rẩy. Một giây kế tiếp, Mục lão gương mặt lại kinh hoàng, một cổ thực cốt chi đau lan khắp toàn thân. Loại cảm giác này khó chịu đến mức tận cùng. Giống như muốn giống như chết. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mục lão thanh âm run run vang lên, hắn liếc xéo đến trên người ngân châm, biết chuyện này khẳng định cùng đối phương có quan hệ. Mấu chốt loại đau khổ này liền võ giả vậy không chịu nổi à? Diệp Thần móc túi ra một điếu thuốc, yên lặng đốt, thân thể con người huyệt vị rất thần kỳ, hắn có thể điều khiển người cảm giác đau, cũng có thể lừa dối thân thể con người, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng ở một điếu thuốc thời gian, ta coi trọng ngươi. Mục lão cảm giác trên người toàn tâm chi đau càng ngày càng mạnh, hắn toàn thân run rẩy, con người máu đỏ, miệng sùi bọt mép. Hắn muốn chịu đựng, nhưng căn bản không chịu nổi. Cho ta thống khoái, ta nói. Ta cái gì đều nói. Mục lão rốt cuộc mở miệng thỏa hiệp. Diệp Thần đem trong miệng khói dập tắt, phát hiện mới quất một nửa mà thôi, hắn năm ngón tay nắm chặt, trong đó mấy cây ngân châm bay ra, Mục lão mới dễ chịu hơn mấy phần. Nói đi, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lần này tần lĩnh Long Mạch xảy ra chuyện, thật ra thì liên quan đến rất nhiều thế lực, Long Mạch mặc dù quan hệ đến Hoa Hạ khí vận, nhưng là đối với cổ võ giả cùng với người tu luyện mà nói là vật đại bổ, một khi hấp thu Long Mạch lực, thực lực tất nhiên sẽ lớn tăng. Mục lão nói. Tiếp tục. Mục lão sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói tần lĩnh Long Mạch coi như xảy ra chuyện, vậy sẽ không ảnh hưởng đến kinh thành. Trịnh Tông Sư và mấy vị kia thế lực sớm ở mấy tháng trước liền bố trí, chuyện này thuộc về cao độ cơ mật, ta cũng là gần đây mới biết. Bách Lý Hùng đâu? Những người này chẳng lẽ bày cạm bẫy nhằm vào Bách Lý Hùng? Diệp Thần hỏi. Mục lão lắc đầu một cái, còn như Bách Lý Hùng, ta không biết, ta chỉ biết là, Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục đã tìm được mấy cái thiết huyết doanh cường giả thân thể. Tần lĩnh Long Mạch chuyện đã bị rất nhiều người biết, những người đó cũng muốn chia một chén canh. Bây giờ tình huống có chút mất khống chế, càng ngày càng nhiều thế lực tràn vào tần lĩnh dãy núi, không chỉ Hoa Hạ, còn có những quốc gia khác. Trịnh Nhân Quyết đâu? Trịnh Tông Sư đang ở chỗ này lấy tây 30 dặm đất, nơi đó là tần lĩnh dãy núi chỗ sâu, cũng là Long Mạch địa phương xảy ra chuyện, nếu như ta không đoán sai, Bách Lý Hùng chắc ở bên trong, ta biết chính là những thứ này, van cầu ngươi cho ta một thống khoái. Diệp Thần sửa lại hạ suy nghĩ. Nơi đây lấy tây 30 dặm không sai biệt lắm chính là Bách Lý Hùng mất tích địa phương, đối phương không có nói hoang. Hắn gật đầu một cái, xoay người hướng mặt tây đi tới. Mục lão gặp đối phương không động thủ, con người lộ ra một tia mừng rỡ, đột nhiên, mấy đạo hàn quang bắn tới. Kinh khủng kia sợ hãi lần nữa tấn công tới. Diệp Thần, người tên tiểu nhân hèn hạ này. À, một cổ tê tâm liệt phế thanh âm vang khắp.
mà Diệp Thần dưới chân ngưng tụ từng cơn chân khí, cấp tốc lao đi. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hèn hạ, vậy thì như thế nào? Cái thế giới này quy tắc bản thân chính là người thắng lập ra. 10 phút sau đó, Diệp Thần khoảng cách tọa độ điểm không có quá nhiều khoảng cách. Vượt đến gần chỗ sâu, hắn càng phát hiện chung quanh tràn đầy máu tanh chi vị. Đầy đất thi thể, thậm chí có chút là máu thịt hoành bay, nhìn thấy mà giật mình. Có thể gặp trước đây không lâu, nơi đây bùng nổ qua dạng gì chiến đấu. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn phát hiện 100 mét ra ngoài, đã có người phong tỏa vòng ngoài, không cho phép người bất kỳ lại bước vào. Mà những người này trừ Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục người trở ra, vẫn còn có người tu luyện. Trong đó có mấy vị ông già hơi thở rất mạnh, ly hợp cảnh trên dưới. Chẳng lẽ đến từ núi Côn Lôn chỗ sâu? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nơi đây long mạch phá xấu xa, người tu luyện nếu như đạt được long mạch, vậy đối với tu luyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Liền luân hồi mộ địa đại năng đối với vậy cái cỡ nhỏ long mạch cũng cảnh cảnh tại trong lòng, huống chi cái này tần lĩnh long mạch. Đây chính là Hoa Hạ một trong chủ long mạch. Ngay tại Diệp Thần thâm tư đang lúc, một đạo tiếng cãi vả vang lên, hắn ánh mắt đông lại một cái, liền phát hiện xa xa hai thiếu nữ đang chuẩn bị cưỡng ép xông vào trong đó, lại bị mấy cái Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục cường giả ngăn trở. Thậm chí bị hung tợn đẩy tới trên đất, không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc có thể nói. Làm Diệp Thần tầm mắt chú ý tới vậy hai thiếu nữ gò má, hơi biến sắc mặt, bởi vì cái này hai thiếu nữ không phải người khác, là Bách Lý Băng và Chu Nhã. Bách Lý Hùng nữ nhi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có Chu Nhã lại tại sao lại tới đây? Các nàng không có ở đây tỉnh Chiết Giang, lại vậy đi tới tần lĩnh dãy núi. Bách Lý Băng trên tay đã xuất hiện mấy vết thương, nàng lạnh lùng nhìn người trước mặt, ta phụ thân là Bách Lý Hùng, các người nhất định phải như thế động ta. Ta Bách Lý gia tộc tức giận các người tiếp nhận dạy sao? Ta biết ta phụ thân đang ở bên trong, ngươi như không nhường nữa mở, các người tất cả mọi người đều phải chết. Chu Nhã trên mình cũng có mấy vết thương, trên tay lại là nắm một chuôi dính máu tươi trường kiếm, chỉ bất quá những thứ này máu tươi không phải nàng. Rất hiển nhiên, Chu Nhã giết người, hơn nữa từ trên người nàng khí thế tới xem, không chỉ giết một người. Diệp Thần thật không hiểu nổi cái này hai người thực lực không mạnh, tới tần lĩnh chỗ sâu làm gì. Khả năng lớn nhất chính là Bách Lý Băng biết phụ thân xảy ra chuyện, lúc này mới và Chu Nhã chạy tới. Diệp Thần vừa nhìn về phía xa xa coi giữ cửa vào mấy người, những người này nghe tới Bách Lý Băng là Bách Lý Hùng nữ nhi lúc đó, ánh mắt đổi được ác liệt, lại là hiện lên sát cơ lạnh như băng. Ngươi là Bách Lý Hùng nữ nhi. Một cái ăn mặc đồng phục người đàn ông trung niên mở miệng nói, hắn giọng mang một tia âm lãnh. Sát ý căn bản không có ẩn núp dự định. Bởi vì Bách Lý Băng tóc có chút xốc xếch, tiến vào Côn Lôn hư càng là vì che người tai mắt. Trên mặt tận lực lau mấy tầng hắc. Nếu như không gặp qua, thật vẫn không nhất định nhận đi ra. Bách Lý Băng và Chu Nhã không ngu ngốc, ngay tức thì cảm thấy cái này sát cơ mãnh liệt. Bách Lý Băng vốn cho là Bách Lý Hùng cái này ba chữ sẽ trở thành là tần lĩnh đất giấy thông hành, lại không nghĩ rằng những thứ này Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục người lại sinh ra ý định giết người. Rất rõ ràng, lần này tần lĩnh chuyện, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ phụ thân xảy ra chuyện, Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục vậy dính dấp trong đó? Nếu không đám người này làm sao dám đối với mình động sát tâm? Bách Lý Băng không nghĩ nhiều nữa, cười một tiếng lắc lắc đầu nói, ta tùy tiện nói một chút, nếu không thể bước vào, vậy chúng ta liền không quấy rầy, cáo từ. Chu Nhã, chúng ta đi. Hai người xoay người liền chuẩn bị rời đi, ngay tại lúc này, một đạo dày tiếng đột nhiên vang lên, nếu đã tới. Xin chắc chắn thân phận lại đi. Chạy mau. Chu Nhã và Bách Lý Băng không do dự nữa, cấp tốc hướng một phương hướng đi. Bàn về thực lực, các nàng tất nhiên không phải đám người này đối thủ, trừ chạy, chớ không có cách nào khác. Muốn đi, nằm mơ. Cho ta lưu lại, các người dáng điệu không tệ, nói thật ta còn không biết đem Bách Lý Hùng nữ nhi đè ở dưới người là dạng gì cảm giác. Trung niên nam tử năm ngón tay dương ra. Quanh thân cuốn lên một hồi gió lớn, trực tiếp hướng Bách Lý Băng và Chu Nhã đi. Mắt xem hai tay thì phải chạm được hai người, hắn khóe miệng đã lộ ra tà dục nụ cười. Đột nhiên,
một cái bóng đen cấp tốc bắn tới. Hắn nụ cười cứng ngắc, vội vàng ngăn cản bóng đen đi. Bóng đen càng ngày càng gần, hoàn toàn hiển lộ. Để cho hắn bất ngờ là, bắn tới lại là một viên cây lớn bị người nhổ tận gốc, chém hết cành khô, tốc độ cực nhanh. Tại sao có thể có vật này? Hắn không nghĩ nhiều nữa, một chưởng hướng cây lớn vỗ tới, vốn cho là cây lớn ở mình một chưởng hạ sẽ vỡ vụn ra, lại không nghĩ rằng, không chỉ cây lớn không có vỡ vụn, hắn thân thể ngược lại là bị đụng bay. Cường đại đợt khí để cho hắn không có chút nào phản kích có thể. Bành! Cây lớn đụng vào người đàn ông trung niên thân thể tại một viên khác trên cây lớn, cường đại lực lượng để cho hắn thân thể đè ép biến hình, tại chỗ bỏ mình. Những cái kia còn dư lại canh giữ ở cửa cường giả cảm giác được không đúng, cũng không đoái hoài tới cái gì, hướng hai nữ nhi đi. Nhưng là còn không có bước ra mấy bước, mấy đạo cực mạnh đao gió tấn công tới. Bọn họ con người có giúp một cái, vội vàng lui về phía sau, tại chỗ ngay tức thì xuất hiện mấy đạo hố sâu, có thể gặp đao gió uy lực. Rốt cuộc là ai? Ai ở trong bóng tối, đi ra. Nhanh lên ngăn lại Bách Lý Hùng con gái. Người này có thể uy hiếp Bách Lý Hùng. Mấy đạo kêu lên chi tiếng vang lên, một cái trong đó hơi thở kinh khủng ông già lên đường, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Bách Lý Băng trước mặt. Cục võ đạo hoa hạ một đám phế vật, nhất định phải lão phu tự mình ra tay. Bé gái, ngại quá, các người không thể đi. Thanh âm đạm mạc rơi xuống, ông già một trưởng hướng Bách Lý Băng sau lưng vỗ tới. Mắt xem muốn quay chụp Bách Lý Băng, suy. Không trung truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, chỉ gặp một thanh trường kiếm tựa như vẫn thạch vạch qua thương khung. Mang theo cuồn cuộn kình khí gào thét tới. Ông già không có sợ hãi chút nào, trường kiếm bên hông vậy rút ra, hai kiếm va chạm, kim thiết giao minh tiếng vang khắp. Hai thanh kiếm đồng loạt bay ra ngoài. Trong đó một thanh kiếm rơi vào Chu Nhã cách đó không xa cắm, làm Chu Nhã thấy kiếm này, theo bản năng che miệng. Thanh kiếm này nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Trảm Long kiếm. Nàng Chu gia luyện chế kiếm. Giờ khắc này, nàng bước chân đột nhiên dừng lại. Bách Lý Băng nhận ra được không đúng, vội vàng thúc giục, Chu Nhã, người phát cái gì ngây ngô à, không đi nữa không còn kịp rồi. Chu Nhã khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, mắt đẹp như nước, kích động thanh âm vang lên, Băng Nhi, chúng ta không cần đi, hắn tới. Ai tới? Bách Lý Băng đầu óc mơ hồ, cũng là bước chân dừng lại. Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần cái này hai chữ, Bách Lý Băng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt mừng rỡ đến mức tận cùng. Cái này sát thần lại có thể tới, thật là quá kịp thời. Đúng như dự đoán, trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đi ra, là một người thanh niên. Thanh niên thân thể thẳng, hai tay chắp sau lưng, con người hiện lên một tia lạnh ý. Một tia mờ mịt hơi thở ở hắn quanh thân vần quanh. Xa xa ông già gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, mở miệng nói, ngươi là ai? Tại sao phải xấu xa ta Chu Nham chuyện tốt? Rất hiển nhiên, cái này thực lực cường đại ông già kêu Chu Nham. Thanh niên đi tới hai nữ ở giữa, không để ý đến, mà là sâu xa nói, các người hai phụ nữ đường đua cái này tần lĩnh là làm gì? Bách Lý Băng thấy thật là Diệp Thần, thở ra một hơi. Trực tiếp tìm một hòn đá ngồi xuống, Diệp Thần, tới tới tới, lão nương ta là chịu không nổi, tiếp theo giao cho ngươi. Ngươi dùng sức giết, ta không bắt ngươi. Chu Nhã mắt đẹp mang mừng rỡ, khẽ khom người, Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn đối với Chu Nhã thật ra thì có chút hảo cảm, năm đó ở tỉnh An Huy, nếu như không có Chu Nhã đứng ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn đưa tay ra. Cầm ở Chu Nhã nhỏ hết sức trên cánh tay, những vết thương này là những tên kia gây ra. Chu Nhã cười một tiếng, Diệp tiên sinh, không có gì đáng ngại, chẳng qua là một ít thương nhẹ mà thôi. Vậy ta coi như là đám người này gây ra. Diệp Thần giọng bỗng nhiên lạnh xuống. Chu Nham gặp Diệp Thần xuất hiện, lại là và hai nữ anh em, căn bản không có phản ứng hắn dự định, tức giận mặt đỏ bừng. Thằng nhóc thúi. Người rốt cuộc có hay không ở hãy nghe ta nói. Tìm không chết được. Dứt lời, hắn năm ngón tay nắm chặt, trường kiếm bay trở về lòng bàn tay của hắn, lại là hướng Diệp Thần đi. Om sòm. Diệp Thần một tiếng gầm lên, Trảm Long kiếm bay trở về lòng bàn tay của hắn. Đối phương giống vậy ly hợp cảnh,
nhưng là Diệp Thần có nghiền ép quyết tâm. Từng đạo màu bạc kiếm quang, giống như rồng rắn, hướng Chu Nham xé đi. Bất quá là trong nháy mắt, từng cơn chói tai tiếng nổ không ngừng nổ tung. Hai thanh trường kiếm, ở nơi này một mảnh ở giữa thiên địa, không ngừng va chạm, phát ra từng cơn chói tai tiếng nổ. Một cổ cường đại lực cản truyền tới, rất miễn cưỡng chặn lại Chu Nham một kiếm. Không chỉ như vậy, Chu Nham kiếm lại trực tiếp vỡ vụn. Cho ta cút! Diệp Thần trong mắt sắc bén chợt lóe lên, điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể, huyết long hư ảnh lại là trực tiếp xông ra. Đi đôi với một hồi tiếng nổ, Diệp Thần trong tay chảm long kiếm ánh đỏ lóe lên. Ở một hồi tiếng gầm gừ chính giữa, cuồng trào ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay chảm long kiếm đột nhiên chấn động lên. Ánh đỏ bỗng nhiên tách thả ra, giống như mặt trời chói chang bay lên không. Từng cổ một kiếm khí ngưng tụ thành là thật thế chấp. Nội khí bên ngoài thả, kiếm khí thực chất, đây chính là cường đại cường giả chân nguyên cảnh mới có thể làm được thủ đoạn. Mà Diệp Thần giờ khắc này ở huyết long phụ trợ dưới, lại làm được. Làm sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần bộc phát ra như vậy khí thế kinh người, cảm thụ giờ phút này Diệp Thần tản mát ra khủng bố ý định giết người, Chu Nham phản ứng không kịp nữa, muốn lui, nhưng là hóa là thực chất bóng kiếm đã đem Chu Nham xuyên qua. Chỉ còn lại xương máu. Nguyên bản có mấy người muốn vừa động thủ một cái, nhưng khi bọn hắn thấy Chu Nham chết ở Diệp Thần dưới kiếm, hoàn toàn giật mình. Bước chân một hơi một tí. Bọn họ nhưng mà biết Chu Nham thực lực, ở Hoa Hạ, giống vậy võ giả muốn chống lại, rất mệt khó khăn. Huống chi là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Nhưng là Chu Nham bị giết hình ảnh liền triệt triệt để xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mấu chốt bọn họ bây giờ cũng không có dũng khí chịu đựng Diệp Thần một kiếm à. Diệp Thần đem chảm long kiếm thu hồi, ánh mắt rơi vào Chu Nhã và Bách Lý Băng trên mình, mở miệng nói các người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bách Lý Băng đứng lên, nhìn một cái chỗ xa kia mấy người, giải thích ta và Chu Nhã vốn là ở tỉnh Tứ Xuyên làm việc, nửa đường ta tiếp đến điện thoại nhà, bọn họ ấp úng, thật giống như để cho ta nhanh lên về gia tộc, ta ý thức được sự việc không đúng, hỏi rất nhiều người, phát hiện ba ta có thể ở Tần Lĩnh dãy núi bên này xảy ra chuyện, vốn là đánh tính ta một người người tới, nhưng là Chu Nhã không yên tâm, liền đi theo. Bách Lý Băng rất rõ ràng, Diệp Thần là duy nhất có thể giúp nàng người. Bỏ mặc thực lực, cũng hoặc là nhân phẩm, nàng cũng tin tưởng Diệp Thần. Từ Ninh Ba, đến tỉnh Chiết Giang, rồi đến tỉnh An Huy, Kinh Thành, nàng thật ra thì một mực chú ý Diệp Thần, chính là muốn biết người này có thể đi bao xa. Nàng lần lượt không tin chuyện cũng lại bị Diệp Thần làm được. Bây giờ Diệp Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhất phát triển tốt. Diệp Thần, ta và Chu Nhã càng sâu nhập, lại càng phát hiện sự việc không có đơn giản như vậy. Tần Lĩnh dãy núi xuất hiện rất nhiều cao thủ và thế lực, Hoa Hạ võ đạo tổng cục và vậy mấy lão đầu ở biết ta thân phận thời điểm, lại muốn giết ta. Tuyệt đối có vấn đề. Còn nữa, ta và Chu Nhã trước giết một người, từ đối phương trong miệng biết được, ta phụ thân rất có thể xảy ra chuyện. Bỏ mặc như thế nào, Diệp Thần ngươi nhất định phải mang ta đi vào. Ta Bách Lý Băng cũng hoặc là Bách Lý gia tộc thiếu một mình ngươi to lớn ân huệ. Bách Lý Băng thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Chu Nhã nhìn một cái Diệp Thần, không hy vọng Diệp Thần bị Bách Lý Băng trói, liền nói, Diệp tiên sinh, ngươi nếu như không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không làm khó là ngươi, ngươi có thể cứu chúng ta đã vô cùng cảm kích. Diệp Thần ánh mắt rơi vào đám người kia trên mình, khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, chuyện này coi như các người không để cho ta nhúng tay, ta cũng muốn nhúng tay, đi thôi, ta mang các người đi vào. Thời khắc này Diệp Thần quanh thân thả ra sát khí, sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. Bách Lý Băng và Chu Nhã đi theo Diệp Thần sau lưng, ba người hướng kéo cảnh giới tuyến địa phương đi. Hoa Hạ võ đạo tổng cục mấy người cùng với ngoài ra hai vị người tu luyện nhìn một cái Diệp Thần, theo bản năng chắn phía trước cửa vào. Một vị trong đó võ đạo tổng cục cường giả mở miệng nói, khải bẩm hai vị đại nhân, người này kêu Diệp Thần. Là Trịnh Tông sư cùng với chúng ta Hoa Hạ võ đạo tổng cục cửu nhân, người này cuồng ngông cực kỳ, xin hai vị đại nhân và chúng ta đồng loạt ra tay, chém chết người này. Một khi bị người này bước vào long mạch đất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai vị đại nhân gật đầu một cái, mặc dù kiêng kỵ,
nhưng là mấy người bọn họ nếu như liên thủ, cũng không nhất định sẽ rơi xuống gió. Đối phương nói thế nào đi nữa chỉ có một người, mấu chốt còn mang hai cái phiền toái. Sơ hở trăm chỗ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Người này giết chúng ta Đoạn Hồn môn sư đệ, nếu như không giết, chúng ta cũng không cách nào hướng bên trong đại sư huynh giao phó, mọi người cùng nhau động thủ, không được lưu lại dư lực. Một vị trong đó ông già lông mày trắng mở miệng nói. Ông già lông mày trắng kêu Khâu Thiên Lỗi, hắn một vị sư đệ khác chính là Thôi Thiên Tuyệt, hai người đều là bước vào ly hợp cảnh Đoạn Hồn môn đệ tử. Khâu Thiên Lỗi ly hợp cảnh tầng 2, Thôi Thiên Tuyệt ly hợp cảnh một tầng, hơn nữa đám này cục võ đạo hoa hạ cổ võ giả, chém chết một người mới vừa bước vào ly hợp cảnh không lâu tiểu tử, vậy là đủ rồi. Động thủ, không chừa một mống. Khâu Thiên Lỗi một tiếng giống giận, một kiếm hướng Diệp Thần đi. Một tiếng hừ lạnh, vậy một chuôi màu đen trường kiếm ông một tiếng, hắc quang đại tác. Cái này bôi đen quang, phá lệ yêu dị, để cho người cảm giác run sợ trong lòng. Rầm 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 rầm. Trường kiếm múa, khói đen lăn lộn. Trường kiếm vạch qua đất, tựa như gió lớn cuộn sạch, sóng lớn phun trào. Thôi Thiên Tuyệt cũng không yếu, một chuôi trường đao cầm ở lòng bàn tay, một bước bước ra, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Đâm. Từng trận xé tiếng truyền tới, giờ khắc này hai vị Đoạn Hồn môn đệ tử, không chỗ nào bất lợi. Không chỉ như vậy, những cái kia hoa hạ võ đạo tổng cục cao thủ cũng là hướng Chu Nhã và Bách Lý Băng đi. Bọn họ muốn đối phó Diệp Thần căn bản không có thể, nhưng là dùng cái này hai nữ nguy hiểm làm động tới Diệp Thần, để cho hắn phân tâm, là đủ rồi. Diệp Thần lạnh nhạt nhìn một cái cướp được mọi người, đối với hai nữ nói, các người tránh ta phía sau, cho ta 3 giây thời gian. Hắn không muốn lãng phí thời gian, Bách Lý Hùng không biết ở bên trong thừa nhận dạng gì nguy cơ. Hắn và Bách Lý Hùng mặc dù không có quan hệ, nhưng là lợi ích đáng hắn làm như vậy. Ngay tức thì, Diệp Thần trên mình phun trào ra một cổ để cho người hít thở khó khăn lạnh như băng, cái loại đó lạnh như băng sâu tận xương tủy. Từng cơn tiếng long ngâm vang khắp. Một cái huyết long trực tiếp từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra, bay tới trăm thước trên không, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người. Thôi Thiên Tuyệt và Khâu Thiên Lỗi thấy một màn này, sắc mặt đại biến, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần động. Huyết long, tới. Diệp Thần một tiếng giống giận, vậy trên bầu trời huyết long đáp xuống, trực tiếp xông vào Diệp Thần trong tay nắm chặt trong kiếm. Tiềm long chảm thương khung. Huyết sát ánh sáng ở trên thân kiếm bùng nổ, chảm long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Oanh! Cực hạn ánh sáng, như cầu vòng sâu trời, hoa phá trường không, vén lên kiếm ý và đao ảnh, chạy thẳng tới Đoạn Hồn môn hai vị đệ tử đi. Huyết long gia trì, để cho Diệp Thần lực lượng không ngừng mạnh mẽ. Luân hồi mộ địa đại năng nói qua, huyết long mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Hắn tuy và cái này hai người như nhau đều là ly hợp cảnh, nhưng là có huyết long, hắn đủ để nghiền ép ly hợp cảnh. Một kiếm kinh quỷ thần, theo Diệp Thần thực lực tăng lên, càng phát ra mạnh mẽ. Một chiêu này thi triển ra, ngày tháng không ánh sáng. Cường đại ý định giết người, ngay tức thì hướng hai người bao phủ đi. Không tốt, mắt xem Diệp Thần một kiếm này thế như bôn lôi, phá vỡ bọn họ hết thảy, hai người thần sắc kinh hãi. Muốn lui về phía sau, nhưng căn bản không có thể. Mấu chốt bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có người tu luyện có thể ngưng tụ huyết long tại trên thân kiếm à. Mấu chốt lực lượng còn cường đại hơn liền gấp mấy lần. Cái này mẹ hắn là cái gì làm việc à? Kiếm ý sở trí đất, hoàn toàn nổ, một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng. Do như sấm phá vỡ chân trời. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Cuốn lên gió lớn, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Một kiếm rơi xuống, hai người kia trực tiếp chấn động bay, mà Diệp Thần đã xông ra ngoài, năm ngón tay là móng, trực tiếp bẻ gãy Thôi Thiên Tuyệt đầu lâu. Huyết dịch phun ra. Sư đệ, Khâu Thiên Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phải giúp một tay. Nhưng là hắn tự thân khó bảo toàn à. Còn không chờ lời hắn kêu lên, cái đó bẻ gãy hắn sư đệ đầu lâu thanh niên đã xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thanh niên tựa như tay cầm một đạo hỏa diễm, hung hãn nện ở Khâu Thiên Lỗi trên mình. Ngọn lửa bùng nổ, Khâu Thiên Lỗi ngay tức thì chìm ngập ở trong biển lửa. Ta muốn đi địa phương, không ai dám cản. Một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống. Mấy vị kia người cục võ đạo Hoa Hạ thấy vậy, sắc mặt đại biến. Vốn định bắt lại hai nữ tới kềm chế Diệp Thần, lại không nghĩ rằng, vậy hai cái ở bọn họ trong mắt như thiên thần giống vậy cường giả, lại đang Diệp Thần trên tay liền 3 giây cũng chống đỡ không tới. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là thực lực gì à? Hù người tới trình độ cao nhất. Ngay tại bọn họ muốn chạm được Bách Lý Băng và Chu Nhã thời điểm, một đạo lãnh ngạo bóng người đã rơi xuống. Cặp kia lạnh như băng con ngươi chỉ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Hoa Hạ võ đạo tổng cục chân người bước đồng loạt dừng lại, thân thể lại là cứng ngắc. Diệp Thần liền vậy đoạn hồn môn cường giả cũng có thể chém chết, huống chi bọn họ. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Cầm đầu một cái Hoa Hạ võ đạo tổng cục cường giả vừa định quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Thần đã động. Mơ hồ bây giờ, chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh ở mấy người chung quanh xuyên qua. Đến mức, tất cả đều là máu tươi. Thời khắc này Diệp Thần tựa như một người một ngựa, tiến vào thiên quân vạn mã bây giờ, càn quét càn khôn, thu hoạch sinh mạng. Những cái kia Hoa Hạ võ đạo tổng cục người liền cầu xin tha thứ và quỳ xuống quyền lực cũng không có. Giờ phút này hắn giống như là một đầu ác ma ra đời vậy. Lạnh như băng tử ý bao trùm. Trong rừng rậm, yên tĩnh đến mức tận cùng. Bách Lý Băng xem ngu, nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không biết như thế mạnh à. Thực lực này cơ hồ đều sắp gặp phải nàng phụ thân cùng với những gia tộc kia cao cấp cường giả. Nàng căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ sẽ có một người trẻ tuổi đạt tới loại này thành tựu. Ngay tại Bách Lý Băng kinh ngạc đang lúc, Diệp Thần đã trở lại tại chỗ, đối với Chu Nhã và Bách Lý Băng nói, đi thôi, tiếp theo, người hai người chúng ta nhất định phải đi theo ta sau lưng, tuyệt đối không thể rời đi ta 10 mét. Diệp tiên sinh, Bách Lý Băng liền gọi cũng bất chi bất giác sửa lại. Chu Nhã mắt đẹp như nước, không nói gì, đã yên lặng đi tới Diệp Thần bên người. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc, theo ở người đàn ông này bên người, hiểu ý an. Diệp Thần hướng chỗ sâu đi, trong mắt hắn cực kỳ nghiêm túc. Bên trong mùi máu tanh quá đậm, chỉ ít chết không dưới ngàn người. Ai có thể nghĩ tới tần lĩnh chỗ sâu sẽ phát sinh loại chuyện này. Dọc theo đường đi, đều là thi thể, vô số cây cối bị vô tình chém nứt, vết kiếm, vết đao lần vải. Viên đạn, đại quy mô vũ khí dấu vết đều là cực kỳ rõ ràng. Diệp tiên sinh, người biết Hoa Hạ võ đạo tổng cục tại sao phải như vậy? Bọn họ hẳn tới cứu Thiết Huyết Doanh và ba của ta mới đúng. Bách Lý Băng hiếu kỳ nói. Diệp Thần nhặt lên trên đất một thanh kiếm, nhìn lướt qua, trả lời, có thể để cho loại cấp bậc này tồn tại phản bội, chỉ có lợi ích, cái này lợi ích để cho bọn họ liền quốc gia cũng có thể vứt bỏ, đây là nhân tính liệt căn. Không chỉ Hoa Hạ võ đạo tổng cục, tiếp theo, người bất kỳ cũng không tin, trừ ngươi phụ thân, nhớ ta nói. Bách Lý Băng gật đầu một cái. Không nói thêm nữa. Chu Nhã cũng là nhặt lên mấy đạo mảnh vỡ, nhìn kỹ xem, thậm chí ngón tay đụng chạm, một tia máu tươi rỉ ra. Nàng liền vội vàng nắm được Diệp Thần tay, kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, đây là một chuôi linh kiếm mảnh vỡ, phẩm cấp không thấp, nhưng là lại vỡ vụn, có thể gặp đánh nát kiếm này là dạng gì thực lực. Theo ta biết, Hoa Hạ võ đạo giới rất ít có cường giả có thể làm được. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để cho nhiều như vậy thi thể và vũ khí vỡ vụn. Chu gia tổ tiên đều là đúc kiếm, ở phương diện này, nàng có đầy đủ quyền phát biểu. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, muốn biết nơi này chuyện gì xảy ra, rất đơn giản, trăng trong nước cũng có thể đoàn tụ. Chu Nhã nghe được cái này vẻ nho nhã lời nói, nhíu mày một cái, Diệp tiên sinh, nơi đây không có quay phim dụng cụ, cũng không khả năng có người vỗ xuống, làm sao đoàn tụ. Diệp Thần đem khối kia mảnh vỡ cầm ở lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, nhìn chính là. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, đóng chặt tròng mắt. Cái này ở Chu Nhã và Bách Lý Băng xem ra càng phát ra hồ nghi. Cái này Diệp tiên sinh muốn làm gì? Tu luyện. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sau đó nhẹ nhàng ở trong không khí múa,
một đạo linh phù trực tiếp vẽ ra. Bước vào linh phù chi đạo, hắn thi triển một ít thuật pháp sẽ gặp càng đơn giản hơn và mạnh mẽ. Trước mặt hắn trong không khí ngay tức thì xuất hiện một bản quỷ dị phù văn. Hắn buông tay ra, một quả mảnh vỡ trôi lơ lửng, dán chặt phù văn kia. Diệp thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và mảnh vỡ lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Lần này không trung lại tạo thành tới một bức họa mặt. Tựa như máy chiếu hình vậy. Hình ảnh trong, một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử đứng ở chính giữa, hắn bên người là 20 vị ăn mặc tác chiến dùng cường giả. Tác chiến dùng ngực chỗ có khắc một quả huy chương. Huy chương trên, viết thiết huyết doanh ba cái nóng kim chữ viết. Bách Lý Băng thấy trước mặt hình ảnh, mắt đẹp kinh ngạc, theo bản năng che miệng mình, ba. Hốc mắt ửng đỏ, lại là chảy xuống nước mắt. Mà Chu Nhã chính là tâm thần run rẩy, hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp thần, gương mặt tuyệt đẹp lên tất cả đều là rung động. Nàng rõ ràng hoa hạ võ đạo giới hết thảy, nhưng là không có ai có thể thi triển loại này thông thần thuật pháp. Đây cơ hồ siêu thoát nàng nhận biết. Mấu chốt người đàn ông này là làm sao làm được, giờ khắc này, hắn trong đầu bay qua vô số suy đoán, nhưng là hoa hạ bây giờ ngành khoa học thống căn bản không cách nào giải thích. Diệp thần trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong hình, Bách Lý Hùng và Thiết Huyết Doanh 20 người bị mấy trăm người trong ngoài bao vây. Hiểm giống điệt sinh. Cái này trong, có võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Vô số vũ khí nóng nhắm ngay vậy trung gian Bách Lý Hùng và Thiết Huyết Doanh. Còn có hoa hạ võ đạo tổng cục cao cấp cường giả. Trịnh Nhân Quyết vậy ở trong đó. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có hơn 10 vị thực lực cường đại người tu luyện, bọn họ trong mắt lóe lên lạnh lùng và điên cuồng. Bách Lý Hùng chân mày cũng không có nhíu một cái, trong tay nắm một chuôi lớn đao. Sát cơ lạnh như băng phóng thích, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân Quyết. Tức giận nói, Trịnh Nhân Quyết, hoa hạ có bạc đãi qua ngươi sao? Ngươi thân chức vị cao, lại làm ra loại này phản quốc chuyện. Ngươi chẳng lẽ quên bên trong cơ thể ngươi chảy máu là ai cho ngươi sao? Trịnh Nhân Quyết con ngươi lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói, Bách Lý Hùng, Tần Lĩnh Long mạch chuyện, không phải ngươi có thể nhúng tay. Chỉ cần ngươi phế mình tu vi, sau đó để cho người ta lau đi trí nhớ, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngươi cho dù thực lực mạnh hơn nữa, ngươi cảm thấy ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có phần thắng. Bách Lý Hùng vui vẻ cười to, cuồng bạo thanh âm vang khắp, ta Bách Lý Hùng coi như chết trận, cũng là hoa hạ mà chết. Ta chảy máu đúng dậy ta quốc gia, đúng dậy con cái ta. Mà ngươi Trịnh Nhân Quyết, chỉ có thể cầu hoạt phu thế. Thiết Huyết Doanh, có dám hay không mở một đường máu? Dám! Từng cơn gầm thét vang khắp núi rừng, một tràng là máu cuộc chiến bùng nổ. Trong hình, Bách Lý Hùng qua lại đám người, đến mức, một mảnh hỗn độn. Máu tươi, tay cụt, chết, lạnh như băng, bao trùm chiến trường. Mấy vị kia người cục võ đạo hoa hạ thấy vậy, sắc mặt đại biến. Vốn định bắt lại hai nữ tới kềm chế Diệp thần, lại không nghĩ rằng, vậy hai cái ở bọn họ trong mắt như thiên thần giống vậy cường giả. Lại đang Diệp thần trên tay liền 3 giây cũng chống đỡ không tới. Cái này Diệp thần rốt cuộc là thực lực gì à? Hù người tới trình độ cao nhất. Ngay tại bọn họ muốn chạm được Bách Lý Băng và Chu Nhã thời điểm, một đạo lãnh ngạo bóng người đã rơi xuống. Cặp kia lạnh như băng con ngươi chỉ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Hoa hạ võ đạo tổng cục chân người bước đồng loạt dừng lại, thân thể lại là cứng ngắc. Diệp thần liền vậy đoạn hồn môn cường giả cũng có thể chém chết, huống chi bọn họ. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Cầm đầu một cái hoa hạ võ đạo tổng cục cường giả vừa định quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp thần đã động. Mơ hồ bây giờ, chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh ở mấy người chung quanh xuyên qua. Đến mức,
tất cả đều là máu tươi. Thời khắc này Diệp Thần tựa như một người một ngựa, tiến vào thiên quân vạn mã bây giờ, càn quét càn khôn, thu hoạch sinh mạng. Những cái kia Hoa Hạ võ đạo tổng cục người liền cầu xin tha thứ và quỳ xuống quyền lực cũng không có. Giờ phút này hắn giống như là một đầu ác ma ra đời vậy. Lạnh như băng tử ý bao trùm. Trong rừng rậm, yên tĩnh đến mức tận cùng. Bách Lý Băng xem ngu, nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không biết như thế mạnh à. Thực lực này cơ hồ đều sắp gặp phải nàng phụ thân cùng với những gia tộc kia cao cấp cường giả. Nàng căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ sẽ có một người trẻ tuổi đạt tới loại này thành tựu. Ngay tại Bách Lý Băng kinh ngạc đang lúc, Diệp Thần đã trở lại tại chỗ, đối với Chu Nhã và Bách Lý Băng nói, đi thôi, tiếp theo, người hai người chúng ta nhất định phải đi theo ta sau lưng, tuyệt đối không thể rời đi ta 10 mét. Diệp tiên sinh, Bách Lý Băng liền gọi cũng bất chi bất giác sửa lại. Chu Nhã mắt đẹp như nước, không nói gì, đã yên lặng đi tới Diệp Thần bên người. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc, theo ở người đàn ông này bên người, hiểu ý an. Diệp Thần hướng chỗ sâu đi, trong mắt hắn cực kỳ nghiêm túc. Bên trong mùi máu tanh quá đậm, chỉ ít chết không dưới ngàn người. Ai có thể nghĩ tới tần lĩnh chỗ sâu sẽ phát sinh loại chuyện này. Dọc theo đường đi, đều là thi thể, vô số cây cối bị vô tình chém nứt, vết kiếm, vết đao lần vải. Viên đạn, đại quy mô vũ khí dấu vết đều là cực kỳ rõ ràng. Diệp tiên sinh, người biết Hoa Hạ võ đạo tổng cục tại sao phải như vậy? Bọn họ hẳn tới cứu Thiết Huyết Doanh và ba của ta mới đúng. Bách Lý Băng hiếu kỳ nói. Diệp Thần nhặt lên trên đất một thanh kiếm, nhìn lướt qua, trả lời, có thể để cho loại cấp bậc này tồn tại phản bội, chỉ có lợi ích, cái này lợi ích để cho bọn họ liền quốc gia cũng có thể vứt bỏ, đây là nhân tính liệt căn. Không chỉ Hoa Hạ võ đạo tổng cục, tiếp theo, người bất kỳ cũng không tin, trừ ngươi phụ thân, nhớ ta nói. Bách Lý Băng gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Chu Nhã cũng là nhặt lên mấy đạo mảnh vỡ, nhìn kỹ xem, thậm chí ngón tay đụng chạm, một tia máu tươi rỉ ra. Nàng liền vội vàng nắm được Diệp Thần tay, kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, đây là một chuôi linh kiếm mảnh vỡ, phẩm cấp không thấp, nhưng là lại vỡ vụn, có thể gặp đánh nát kiếm này là dạng gì thực lực. Theo ta biết, Hoa Hạ võ đạo giới rất ít có cường giả có thể làm được. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để cho nhiều như vậy thi thể và vũ khí vỡ vụn. Chu gia tổ tiên đều là đúc kiếm, ở phương diện này, nàng có đầy đủ quyền phát biểu. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, muốn biết nơi này chuyện gì xảy ra, rất đơn giản, trăng trong nước cũng có thể đoàn tụ. Chu Nhã nghe được cái này vẻ nho nhã lời nói, nhíu mày một cái, Diệp tiên sinh, nơi đây không có quay phim dụng cụ, cũng không khả năng có người vỗ xuống, làm sao đoàn tụ. Diệp Thần đem khối kia mảnh vỡ cầm ở lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, nhìn chính là. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, đóng chặt tròng mắt. Cái này ở Chu Nhã và Bách Lý Băng xem ra càng phát ra hồ nghi. Cái này Diệp tiên sinh muốn làm gì? Tu luyện. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sau đó nhẹ nhàng ở trong không khí múa, một đạo linh phù trực tiếp vẽ ra. Bước vào linh phù chi đạo. Hắn thi triển một ít thuật pháp sẽ gặp càng đơn giản hơn và mạnh mẽ. Trước mặt hắn trong không khí ngay tức thì xuất hiện một bản quỷ dị phù văn. Hắn buông tay ra, một quả mảnh vỡ trôi lơ lửng, dán chặt phù văn kia. Diệp Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và mảnh vỡ lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Lần này không trung lại tạo thành tới một bức họa mặt. Tựa như máy chiếu hình vậy. Hình ảnh trong. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử đứng ở chính giữa, hắn bên người là 20 vị ăn mặc tác chiến dùng cường giả. Tác chiến dùng ngực chỗ có khắc một quả huy chương. Huy chương trên, viết Thiết Huyết Doanh ba cái nóng kim chữ viết. Bách Lý Băng thấy trước mặt hình ảnh, mắt đẹp kinh ngạc,
theo bản năng che miệng mình, ba. Hốc mắt ửng đỏ, lại là chảy xuống nước mắt. Mà Chu Nhã chính là tâm thần run rẩy, hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, gương mặt tuyệt đẹp lên tất cả đều là rung động. Nàng rõ ràng hoa hạ võ đạo giới hết thảy, nhưng là không có ai có thể thi triển loại này thông thần thuật pháp. Đây cơ hồ siêu thoát nàng nhận biết. Mấu chốt người đàn ông này là làm sao làm được, giờ khắc này, hắn trong đầu bay qua vô số suy đoán, nhưng là hoa hạ bây giờ ngành khoa học thống căn bản không cách nào giải thích. Diệp Thần trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong hình, Bách Lý Hùng và Thiết Huyết Doanh 20 người bị mấy trăm người trong ngoài bao vây. Hiểm giống điệt sinh. Cái này trong, có võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Vô số vũ khí nóng nhắm ngay vậy trung gian Bách Lý Hùng và Thiết Huyết Doanh. Còn có hoa hạ võ đạo tổng cục cao cấp cường giả. Trịnh Nhân Quyết vậy ở trong đó. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có hơn 10 vị thực lực cường đại người tu luyện, bọn họ trong mắt lóe lên lạnh lùng và điên cuồng. Bách Lý Hùng chân mày cũng không có nhíu một cái, trong tay nắm một chuôi lớn đao. Sát cơ lạnh như băng phóng thích, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân Quyết, tức giận nói, Trịnh Nhân Quyết, hoa hạ có bạc đãi qua ngươi sao? Ngươi thân chức vị cao, lại làm ra loại này phản quốc chuyện. Ngươi chẳng lẽ quên bên trong cơ thể ngươi chảy máu là ai cho ngươi sao? Trịnh Nhân Quyết con ngươi lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói, Bách Lý Hùng, Tần Lĩnh Long mạch chuyện, không phải ngươi có thể nhúng tay. Chỉ cần ngươi phế mình tu vi, sau đó để cho người ta lau đi trí nhớ, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngươi cho dù thực lực mạnh hơn nữa, ngươi cảm thấy ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có phần thắng. Bách Lý Hùng vui vẻ cười to, cuồng bạo thanh âm vang khắp, ta Bách Lý Hùng coi như chết trận, cũng là hoa hạ mà chết. Ta chảy máu đúng dậy ta quốc gia, đúng dậy con cái ta. Mà ngươi Trịnh Nhân Quyết, chỉ có thể cầu hoạt phu thế. Thiết Huyết Doanh, có dám hay không mở một đường máu? Dám. Từng cơn gầm thét vang khắp núi rừng, một tràng là máu cuộc chiến bùng nổ. Trong hình, Bách Lý Hùng qua lại đám người, đến mức, một mảnh hỗn độn. Máu tươi, tay cụt, chết, lạnh như băng, bao trùm chiến trường. Chu Nhã nhìn Bách Lý Băng dáng vẻ, đau lòng đến trình độ cao nhất, liền vội vàng nắm Bách Lý Băng tay, băng nhi, dưới mắt Bách Lý Thúc Thúc còn sống, chúng ta yêu cầu không phải phát tiết, mà là tìm ra Bách Lý Thúc Thúc, lúc này ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Bách Lý Băng gật đầu một cái. Nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Một giây kế tiếp, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, ta biết chuyến này hung hiểm, xin Diệp tiên sinh xuất thủ cứu ta phụ thân, chỉ cần Diệp tiên sinh cứu phụ thân, ta nguyện ý cả đời là ngươi làm trâu làm ngựa. Dứt lời, Bách Lý Băng đầu lại là hướng mặt đất dập đầu đi. Diệp Thần thấy một màn này, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một cổ cường đại đợt khí liền từ mặt đất cuộn sạch, rất miễn cưỡng đem Bách Lý Băng dựng dậy. Ngươi không cần quỳ ta, người phụ thân ta tự nhiên sẽ cứu. Ta và Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục đã sớm kết thù, Trịnh Nhân Quyết ta sẽ giết, người phụ thân cùng với may mắn còn sống sót mấy vị chiến sĩ ta cũng biết cứu được, không nói nhiều nói, chúng ta vào đi thôi. Bách Lý Băng mắt đẹp lóe lên vẻ kích động, nặng nề gật đầu cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Thần không có nhiều lời, từ dưới đất nhặt lên hai khối đá bình thường. Ngón tay bóp quyết, ngưng tụ linh phù một đạo, hai cái chữ viết cổ xưa khác ở phía trên tảng đá, bình thường đá lại tràn ra một tia linh phù khí. Hắn đem hai tảng đá phân biệt giao cho Chu Nhã và Bách Lý Băng, phân phó nói, tảng đá kia các người cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem đá này ném bắn ra, ít nhất có thể giải quyết một vài vấn đề. Chu Nhã và Bách Lý Băng nhận lấy đá. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là cũng biết Diệp Thần không thể nào cho các nàng vật vô dụng. Hai người nắm thật chặt. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Không thể trì hoãn nữa, mau vào đi thôi. Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm, hướng chỗ sâu đi. Chung quanh đã có một tia long mạch khí, long mạch này khí xuất hiện để cho hắn luân hồi mộ địa bên trong vậy cái cỡ nhỏ long mạch vậy chấn động lên. Đồng loại căn nguyên lực. Cỡ nhỏ long mạch kích động không thể nghi ngờ là thấy đồng loại mình vậy. Diệp Thần rất rõ ràng, bên trong cực kỳ nguy hiểm, hắn bây giờ một kích mạnh nhất là huyết long kết hợp phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất,
nhưng là một kiếm này nếu như muốn ứng đối nhiều cường giả như vậy, có chút không thể nào, dẫu sao bên trong người tu luyện thực lực so Chu Nham bọn họ cao không chỉ một điểm. Chân thực bị bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thử một chút phá thiên kiếm ý kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai hắn chưa bao giờ thi triển qua, nhưng là sát lục đạo quân lúc thi triển, nhưng là dị tượng liền liền, có thể gặp khủng bố. Chỉ bất quá phải hao phí giá nhất định. Cùng lúc đó, Diệp Thần sau lưng 10 dặm đất, một nhánh thế lực giống vậy đi sâu vào. Cầm đầu chính là Giang Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong đi theo phía sau Giang gia mấy vị ẩn núp cường giả cùng với Giang Hải Sơn. Giang Kiếm Phong luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, lão gia tử vội vội vàng vàng để cho hắn đi tần lĩnh, nói là nhận được tin tức, rất nhiều thế lực cũng phái người đi sâu vào tần lĩnh, chỉ là chia một chén canh. Còn như cái này canh kết quả là cái gì, hắn căn bản không rõ ràng. Không lâu lắm, hắn điện thoại di động reo, Giang Kiếm Phong nhướng mày một cái, nhìn một cái dãy số liền biết là lão gia tử. Hắn nhấn nút trả lời. Ba, ngươi để cho ta tới đây tần lĩnh rốt cuộc làm gì, chúng ta ở chỗ này phát hiện rất nhiều thi thể, tựa hồ có đại chiến nghiêng về, tần lĩnh rốt cuộc thế nào. Bên đầu điện thoại kia một hồi dừng lại. Quay lại một đạo nghiêm túc thêm thanh âm già nua vang lên, Kiếm Phong, tần lĩnh long mạch đã phá, vô số thế lực và trong gia tộc nhập trong đó, ta lệnh ngươi mang Giang gia cao thủ bước vào tần lĩnh, chính là vì tranh thủ ở lần này cơ hội trước chia một chén canh. Long mạch là hoa hạ trọng yếu nhất tồn tại, người được long mạch, đủ để cho gia tộc sừng sững ngàn năm không ngã. Giang Kiếm Phong hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, ba, ngươi là ý gì, ngươi muốn ta thủ long mạch, vẫn là... Lời còn chưa nói hết, Giang lão gia tử liền nói, thủ long mạch. Hừ, ta đã giao cho Giang Hải Sơn một kiện bảo bối, vật này mới có thể chứa lấy bộ phận long mạch, bỏ mặc kết quả như thế nào, ta muốn người bắt lại hết khả năng nhiều long mạch. Không tiếc bất cứ giá nào. Một khi người bắt lại, muốn không được bao lâu, Giang nhà vị trí gia chủ chính là ngươi. Nghe nói như vậy tiếng nói, Giang Kiếm Phong hoàn toàn không được bình thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lão gia tử lại rình dập tần lĩnh long mạch. Đây là điên rồi phải không? Long mạch một hủy, không có chân áp thế, long mạch thành thị phụ cận toàn bộ có thể sụp đổ. Đây đối với hoa hạ mà nói, nhất định chính là thiên đại tai chuyện. Ba, long mạch nhưng mà. Không có nhưng mà, người không có lựa chọn quyền lực. Tốc độ tiến vào bên trong, Bách Lý Hùng hẳn sống không được bao lâu, theo ta biết. Bên trong còn có hoa hạ võ đạo tổng cục bóng dáng, nói không chừng bọn họ đã sớm phản bội, người lãng phí một phút, thì chẳng khác nào lãng phí một số cơ hội. Đi nhanh! Nếu như ta không đoán sai, giờ phút này bên trong đang hỗn chiến, đây là ngươi nhất cơ hội tốt, trực tiếp lẫn vào trong đó, các ngươi mục đích không phải giết người, mà là tần lĩnh long mạch. Điện thoại trực tiếp bị cúp. Giang Hải Sơn đi tới Giang Kiếm Phong bên người, mở miệng nói, thiếu gia. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, lão gia đối với chuyện này cực kỳ quan tâm, huống chi coi như chúng ta không cầm long mạch, những thứ khác thế lực cũng biết cầm, cái long mạch này không ảnh hưởng tới kinh thành thế đi, một ít người bình thường chết liền chết, Giang gia lợi ích hơi lớn. Giang Kiếm Phong thở dài một tiếng, vẫn là hướng chỗ sâu đi, dưới mắt chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Nếu như đến lúc đó Giang gia thật có cơ hội, hắn cũng biết nghĩ đủ phương cách ngăn cản. Hắn cả đời này không tính là quang minh lỗi lạc, từng giết rất nhiều người, hại qua rất nhiều người, nhưng là để cho hắn làm loại này vi phạm lương tâm chuyện, hắn thật không làm được. Thời khắc này Diệp Thần cảm giác long mạch khí càng ngày càng đậm nặng. Càng đến gần bên trong, vượt có thể cảm giác được luân hồi mộ địa dị động. Cái này dị động không chỉ đến từ vậy cái cỡ nhỏ long mạch, càng đến từ tòa mộ kia bia. Mộ bia vết rách càng ngày càng lớn. Phảng phất có một cổ lực lượng muốn lao ra. Chẳng lẽ vị kia đại năng lại phải chủ động đi ra? Ngay tại Diệp Thần suy tư đang lúc, một giọng nói truyền vào hắn đầu óc. Thằng nhóc, nếu như đạt được bên trong vậy nhánh long mạch, luân hồi mộ địa và ngươi cũng biết được ích lợi vô cùng. Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài, hắn quả quyết cự tuyệt nói, cái long mạch này, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Nếu như ta được lợi thành lập ở mấy trăm triệu hoa hạ con dân sống chết trên, không muốn cũng được. Vậy thanh âm già nua không có vang lên nữa, thật giống như lâm vào yên lặng vậy. Diệp Thần cũng không để ý đối phương,
ánh mắt rơi ở phía dưới một nơi trong khe núi. Bên ngoài sơn cốc có trăm người bày trận mà đợi, gắt gao trông nom một cái cửa hang. Cửa hang trên, vẽ một cái trông rất sống động rồng khổng lồ. Diệp Thần nghe nói qua Hoa Hạ sáu chỗ long mạch, mỗi một nơi long mạch đều có một đạo nghịch thiên trận pháp bảo vệ. Trong trận pháp lại là một cái to lớn tế đài là long mạch bắt đầu. Tế đài lực lượng hư hại, long mạch bảo vệ cũng biết yếu hơn mấy phần. Xem ra ở sông dài 5 tháng trong, bảo vệ tần lĩnh long mạch trận pháp yếu đi không thiếu, những thế lực kia không biết lấy được bảo bối gì, thủng trận pháp. Diệp Thần và hai nữ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tình huống, không có ở phía dưới phát hiện Bách Lý Hùng và Trịnh Nhân Quyết các người. Không ra ngoài dữ liệu, những người này hẳn là vào sơn động. Diệp tiên sinh, chúng ta nên làm sao đi xuống, cái này trăm người thực lực có thể không thể khinh thường, mấu chốt trong tay bọn họ súng người có thể chú ý tới. Chu Nhã mở miệng nói, trong mắt của nàng có một vẻ lo âu. Diệp Thần con người có giúp một cái, kinh ngạc nói, vậy súng có vấn đề. Chu Nhã gật đầu một cái, nếu như ta không đoán sai, này súng là Hoa Hạ một cái thần bí quân công tổ chức sản xuất vũ khí đặc biệt, vẫn là vật thí nghiệm, chuyên môn dùng để đối phó cổ võ giả và người tu luyện, mặc dù lực lượng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là nếu như có mấy chục cây, vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Những người này cầm trong tay loại vũ khí này, xem ra Hoa Hạ có chút ngành đã sớm bị sâu mọt ăn mòn. Diệp tiên sinh, nếu như chúng ta cưỡng ép đi xuống, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần con ngươi híp lại, mới vừa muốn nói chuyện, mấy đạo quen thuộc bóng người nhưng hướng bên này cướp tới. Làm hắn thấy mấy cái này người quen, hơi biến sắc mặt. Giang Kiếm Phong, cậu mình, hắn làm sao tới? Không chỉ Giang Kiếm Phong, còn có Giang Hải Sơn cùng với còn lại mấy vị hắn chưa từng thấy cao thủ. Chẳng lẽ đối mặt Hoa Hạ long mạch, Giang gia vậy ngồi không yên? Giang Kiếm Phong hiển nhiên không ngờ tới nơi đây sẽ có nhiều người như vậy, mấu chốt những người này hơi thở cùng với vũ khí trên tay, cực kỳ nguy hiểm. Lão gia tử cho hắn tin tức minh lộ vẻ xảy ra vấn đề. Đại chiến đã kết thúc, hắn tới trễ, hắn nhìn một cái cửa hang, phỏng đoán rất lớn một nhóm người đã tiến vào long mạch đất. Thiếu gia, chúng ta chờ một hồi kéo người này, người nghĩ biện pháp tiến vào cửa hang, lão gia tử đã cho chúng ta xuống tử mệnh lệnh. Hoặc là chết, hoặc là đưa ngươi đi vào. Giang Hải Sơn nghiêm túc nói, hắn trường kiếm bên hông, đã có ra khỏi vỏ dấu hiệu. Sau lưng Giang gia cường giả, cũng đều xúc thế đãi phát. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ cách đó không xa hướng Giang Kiếm Phong đi tới. Đây không phải là Giang gia thiếu gia sao, ngươi nhưng mà Hoa Hạ tông sư bảng như mặt trời ban trưa nhân vật lớn, là gió nào thổi ngươi tới. Một cái ăn mặc tác chiến dùng người đàn ông mở miệng nói. Giang Kiếm Phong thấy người đàn ông này, hừ lạnh một tiếng, Vương Thánh Binh, ta chẳng lẽ tới tần lĩnh du lịch cũng không thể được sao? Giang Kiếm Phong tự nhiên nhận được người đàn ông này, trước mấy ngày, đài võ đạo đánh một trận, hắn đối thủ chính là Vương Thánh Binh. Cuối cùng, Vương Thánh Binh thua ở trên tay hắn, hắn vậy thay thế Vương Thánh Binh hạng. Hai người đã sớm kết liễu tử thù. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Đài võ đạo sự việc, để cho Vương Thánh Binh mấy ngày nay tâm tình ứ động đến mức tận cùng. Bây giờ thấy Giang Kiếm Phong, tự nhiên cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Chỉ bất quá lần này, hắn nắm giữ quyền chủ động, chỉ vì là hắn ở Hoa Hạ võ đạo tổng cục có hết sức quan trọng vị trí. Mà tần lĩnh linh mạch, tất nhiên bị Hoa Hạ võ đạo tổng cục Trịnh Tông Sư nắm giữ. Du lịch. Vương Thánh Binh cười lạnh một tiếng, cái này tần lĩnh dãy núi chim không sót cứt, ngươi tới du lịch. Huống chi còn đeo nhiều cao thủ như vậy, ta xem ngươi là có dụng ý khác hả? Giang Kiếm Phong con ngươi đông lại một cái, cười lạnh nói, Vương Thánh Binh, ngươi đừng tìm ta kéo cái gì, ngươi tới đây vì sao, ta Giang gia tới đây liền vì sao, theo ta biết, tần lĩnh là Hoa Hạ đất đai, hẳn không phải là ngươi Vương Thánh Binh một người đi. Mặc dù Vương Thánh Binh sau lưng đông đảo cường giả, nhưng là Giang Kiếm Phong tự nhiên không biết sợ. Nói xong, Giang Kiếm Phong liền đối với sau lưng Giang gia cường giả nói, chúng ta đi. Ngay tại Giang Kiếm Phong chuẩn bị hướng cửa sơn động đất đi, Vương Thánh Binh cánh tay hơi nhấc lên một chút, ngay tức thì mấy chục người liền chắn Giang Kiếm Phong trước mặt.
Giang Kiếm Phong con người ngay tức thì trở nên lạnh, gần từng chữ, người Hoa Hạ võ đạo tổng cục thật sự định cản chúng ta Giang gia. Người hẳn không đại biểu được Hoa Hạ võ đạo tổng cục đi. Vương Thánh Binh lắc đầu một cái, mở miệng nói, Giang Kiếm Phong, lúc khác, ta có thể thật không đại biểu được, nhưng là Trịnh Tông Sư đang ở bên trong, hắn xuống chết làm, bất kỳ cưỡng ép người xâm nhập, giết. Dứt lời, vậy hơn 10 vị Hoa Hạ võ đạo tổng cục cường giả vũ khí nâng lên, toàn bộ nhắm ngay Giang Kiếm Phong. Chỉ cần Vương Thánh Binh một câu nói, Giang Kiếm Phong tất nhiên nguy hiểm. Giang Kiếm Phong trong lòng cho dù có mọi thứ tức giận, cũng chỉ có thể dưới áp chế tới, hắn hử lạnh một tiếng, vung tay lên, chúng ta đi. Chính diện muốn tiến vào long mạch đất căn bản không có thể, chỉ có lại nghĩ biện pháp. Ngay tại Giang Kiếm Phong và Giang Hải Sơn các người chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, ta có để cho các người đi rồi chưa? Trịnh Tông Sư còn để lại một câu nói. Bất kỳ bước vào nơi đây người, không thể lưu, động thủ. Một giây kế tiếp, Giang Kiếm Phong sắc mặt đại biến, cảm nhận được sau lưng sát cơ lạnh như băng cướp tới, hắn người uốn éo, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, hướng một bên đi. Hắn chưa từng nghĩ Vương Thánh Binh cũng coi là Hoa Hạ tông sư, thủ đoạn lại như vậy hèn hạ. Cho dù né tránh, một viên đặc thù viên đạn đã thủng hắn mặt ngoài thân thể bình phong che chở, bắn vào hắn tay trái. Hắn có thể cảm giác được tay trái huyết dịch tựa như đọng lại, chỉ cần hắn sử lực, đọng lại tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Tất cả mọi người phân tán, rời đi trước nơi đây. Giang Kiếm Phong không để ý tới hết thảy, hai chân kình khí ngưng tụ, hướng một phương hướng đi. Đây là sau lưng lại cướp tới mấy người. Mắt xem thì phải đối với hắn ra tay, hắn thành tựu Hoa Hạ tông sư bảng trước 10 tồn tại, coi như một cái tay vậy đủ để đối phó những người này. Hắn năm ngón tay nắm chặt, trên đất một thanh kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, kinh khí cuộn sạch, một bên rút lui, vừa hướng trước chung quanh mấy cái bóng đen đi. Kiếm ý lóe lên, mấy vị Hoa Hạ võ đạo tổng cục cường giả ngay tức thì thủ thân phận cách. Giang Kiếm Phong, ta đây là muốn biết ngươi một cái tay, làm sao còn giống như ban đầu ở đài võ đạo như vậy cuồng ngông. Một tiếng dày truyền tới, Vương Thánh Binh trong tay xuất hiện hai chuôi đen nhánh dìu lớn. Đây là hắn bổn mạng vũ khí, bất kể như thế nào, ngày hôm nay nếu bị hắn đụng gặp Giang Kiếm Phong, hắn tự nhiên sẽ không phóng đối phương rời đi. Dìu lớn gầm thét, cuốn lên đầy trời đen nhánh gió lớn. Vương Thánh Binh mỗi bước ra một bước, mặt đất thì có chấn động thế. Không tốt. Mắt thấy Vương Thánh Binh tập kích bất ngờ tới, Giang Kiếm Phong trong lòng lột bột một chút. Cút ngay. Mạnh chống một hơi, Giang Kiếm Phong khua kiếm ngăn cản đi. Đinh. Chỉ nghe một hồi nhọn vô cùng tiếng va chạm ngay tức thì nổ tung. Kiếm trong tay hắn trực tiếp vỡ vụn. Giang Kiếm Phong hô hấp cứng lại, mang thần sắc hoảng sợ, giống như con diều đứt dây, trực tiếp bị chấn động bay đi. Đụng, ước chừng đổ bay mười mấy mét, Giang Kiếm Phong lúc này mới đập rơi vào xa xa loạn trong bụi cỏ. Phốc thử, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như miếng thủy tinh rách, quanh thân xương cốt, giống như dã rời. Giang Kiếm Phong sắc mặt xòa tái nhợt, không nhịn được lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình kịch liệt run rẩy. Hắn phát hiện Vương Thánh Binh thực lực lại cường đại mấy phân. Cố nhiên vũ khí có rất lớn chênh lệch, cố nhiên hắn bị vậy đặc thù đạn bắn trúng, nhưng mấy ngày không gặp cũng không khả năng sinh ra lớn như vậy chênh lệch à. Vương Thánh Binh cười lạnh một tiếng, từng bước hướng Giang Kiếm Phong đi, ngươi có phải hay không thật bất ngờ, ta thực lực lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Giang Kiếm Phong không nói gì, cưỡng ép chống đỡ mình đứng lên. Vương Thánh Binh tay cầm dìu lớn, gần từng chữ cổ võ mặc dù mạnh mẽ, nhưng là khoa học cũng không yếu, bắn vào bên trong cơ thể ngươi viên đạn, là quốc tế tột đỉnh nhất khoa học kỹ thuật, không chỉ có thể đọng lại ngươi máu tươi, để cho ngươi không cách nào vận dụng lực lượng, còn có thể hạ xuống ngươi tu vi. Còn nữa, ta thân thể trích một ít đặc thù dược vật, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Giang Kiếm Phong con ngươi lạnh như băng. Quả đấm nắm chặt, loại này mánh khóe cũng chỉ có phế vật mới có thể vận dụng. Hôm đó đài võ đạo ta có thể giết ngươi, hôm nay ta như thường có thể. Ha ha ha, Giang Kiếm Phong, ngươi sợ là không có làm rõ ràng thế cục đi, ngươi hiện nay ở ta trong mắt, và nho nhỏ con kiến hôi không có khác biệt,
lại muốn phản kháng, hôm nay, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Hai chuôi rìu lớn hổ hổ sinh gió, Vương Thánh Minh gương mặt dữ tợn đến mức tận cùng. Hôm nay, hắn liền muốn lấy cái này song sát rìu lớn, thi triển rìu lớn võ, đem Giang Kiếm Phong hóa là rìu hạ vong linh. Giết! Nghĩ tới đây bên, một hồi thét dài, Vương Thánh Minh lần nữa hướng Giang Kiếm Phong tập kích bất ngờ đi. Ung ung! Giang Kiếm Phong chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Thánh Minh trong tay hai lưỡi búa tản mát ra chấn nhiếp vùng đất hơi thở. Vô biên đợt khí cuộn sạch lên, bất quá là đảo mắt bây giờ, những khí lãng này hóa là gió bão, ánh sáng đỏ tươi che trời xây. Cường đại sắc bén khí, lại là đem Giang Kiếm Phong quanh thân cây lớn chấn vỡ. Thủ đoạn thông thiên, rìu lớn ý tựa như dù sao cũng cự thú lao nhanh tới, giống như đợt sóng phải đem Giang Kiếm Phong cuộn sạch. Ta bổn mạng võ hôm đó không có lộ ra, hôm nay ngược lại là có thể để cho ngươi cảm thụ một phen. Mắt thấy vậy màu đỏ đợt khí lao nhanh tới, Giang Kiếm Phong con ngươi không nhịn được hung hãn co rúc lại một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hết thảy, mới vừa dự định động thủ, một chuôi ánh sáng màu đen bắn đi ra. Đinh! Chỉ gặp một chuôi kiếm lạnh lẽo phá không tới, đụng vào rìu lớn trên. Thanh thúy tiếng vang khắp, kịch liệt ánh lửa lóe lên. Vương Thánh Minh sắc mặt đại biến, lại có cao thủ. Hắn vừa định phản ứng, nhưng phát hiện đứng trước mặt liền một người thanh niên. Cái này người thanh niên khuôn mặt quen thuộc, hắn rõ ràng bất quá. Diệp Thần! Lại là Trịnh Tông sư cửu nhân. Nếu như không phải là bởi vì gần đây sự việc quá nhiều, Trịnh Tông sư đã sớm phái người đối phó Diệp Thần. Long mạch giá trị vượt qua xa Diệp Thần, đây cũng là Diệp Thần có thể sống lâu như vậy một trong những nguyên nhân. Giang Kiếm Phong diễn cảm cổ quái đến mức tận cùng, ai có thể nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này. Mấu chốt sau lưng hắn không có bất kỳ thế lực, hắn tới Tần Lĩnh làm gì? Hắn là cậu ta, người không thể động, người như động, mụ ta sẽ không thích. Diệp Thần nhàn nhạt lời nói rơi xuống, hắn tự nhiên phát hiện Vương Thánh Minh trên mình hơi thở cổ quái, dược vật kia và tăng lên thực lực đan dược không sai biệt lắm, nhưng là tác dụng phụ cực kỳ lớn. Vương Thánh Minh trong mắt lóe lên một tia vẻ giận, Diệp Thần ngươi tới thật đúng lúc, nếu như ta bắt ngươi đầu lâu đi đưa cho Trịnh Tông Sư, nói không chừng Trịnh Tông Sư cao hứng, ta cũng có long mạch phúc trạch. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ cho một mình ngươi lựa chọn, tự mình ra tay. Vẫn là ta động thủ. Vương Thánh Minh tựa như nghe được cái gì tốt cười cười nhạo vậy, ngươi muốn ta động thủ. Động mẹ ngươi. Oanh. Nói chuyện bây giờ, Vương Thánh Minh trong tay hai lưỡi búa, vũ động hơn nữa hung mãnh. Đợt khí ngang dọc, như hổ khổng lồ hướng Diệp Thần nhào tới. Bất quá chớp mắt bây giờ, vậy hổ khổng lồ chính là tới sát Diệp Thần trước mặt. Vậy một cổ cường đại dịu ý, cuốn tới tốc độ quá nhanh quá nhanh. Trời đất phảng phất động lại, Diệp Thần bốn phương tám hướng đường lui, toàn bộ bị đóng chặt. Không thể tránh né. Diệp Thần, cẩn thận, người này thực lực rất mạnh. Giang Kiếm Phong nhắc nhở. Diệp Thần không nói gì, trong cơ thể huyết long xông ra, ngón tay bóp quyết, bổn mạng linh phù cũng là sử dụng. Hắn ở trên linh phù tại chỗ vẽ ra một đạo phù văn. Thiên lôi linh phù, rơi. Oanh. Dứt lời. Trên bầu trời tựa như biến sắc, một đạo mây sấm bỗng nhiên tạo thành, lại là không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Đùng đùng. Một khắc sau, ở nhọn tiếng nổ chính giữa, từng đạo sấm đột nhiên đập xuống xuống. Đây là Thương Hải Bình để lại cho hắn một đạo linh phù giết kỹ, hắn không muốn phụ lòng Thương Hải Bình, mấy ngày nay một mực ở luân hồi mộ địa khảo sát, có thể miễn cưỡng dẫn động. Rào rào. Ngay tại Vương Thánh Minh lao ra kim quang ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, đầy trời lôi quang nghiêng xuống. Như chín tầng trời ngân hà hạ xuống, kinh khủng lôi quang, đang gầm thét tiếng chính giữa, ngay tức thì liền đem Vương Thánh Minh chiếm đoạt trong đó. À! Quanh thân lôi quang bao phủ, Vương Thánh Minh thân thể run rẩy, bước chân hung hãn dừng lại tới, miệng của hắn trong lại là phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Đây chính là sấm sét à! Ai có thể nghĩ tới cái này thằng nhóc chưa dứt sữa lại có thể đưa tới cửu tiêu trên thiên lôi. Loại này sấm sét há là hắn có thể kháng cự. Vậy năng lượng bàng bạc hủy diệt dưới, Vương Thánh Minh sắc mặt nhăn nhó, hắn điên cuồng vùng vẫy.
bên người còn lại mấy vị Hoa Hạ võ đạo tổng cục cường giả thân thể lại là nổ bể ra. Vương Thánh Binh theo bản năng muốn dùng rìu lớn ngăn trở, lại không nghĩ rằng rìu lớn lại là hấp thu sấm sét, ngược lại xuyên thấu hắn toàn thân. Hắn thân thể ngay tức thì đen nhánh, lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Từng cơn khói dày đặc cuộn sạch. Hết thảy khôi phục yên lặng. Khói dày đặc chính giữa, bất ngờ thấy Vương Thánh Binh khom người, cả người quỳ xuống đất, nếu không phải dựa vào trong tay hai lưỡi búa chống đỡ, hắn thậm chí là liền quỳ tư cách cũng không có. Ngươi! Vương Thánh Binh mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đầu lâu trực tiếp chặt đứt. Diệp Thần không do dự nữa, xoay người nhìn về phía giờ phút này ánh mắt đờ đẫn Giang Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong giờ phút này tựa như gặp quỷ vậy. Cái này Diệp Thần là thủ đoạn gì, huyết long hư ảnh cũng được đi, bây giờ lại có thể liền bầu trời sấm sét cũng có thể dẫn động. Thằng nhóc này cũng quá mẹ hắn nghịch thiên đi. Diệp Thần trong tay bắn ra mấy cây ngân châm, vững vàng đâm vào Giang Kiếm Phong trên cánh tay, đại khái 5 phút sau đó, người cánh tay động lại ý thì biết biến mất, đạn kia bề ngoài thật ra thì có một loại đặc thù nước thuốc, không có gì đáng ngại, còn như long mạch đất, ta không hy vọng Giang gia ra tay. Nói xong, Diệp Thần liền nhìn một cái cách đó không xa Chu Nhã và Bách Lý Băng, nói chúng ta đi. Bây giờ đại loạn đang lúc, tiến vào long mạch đất không thể nghi ngờ là nhất cơ hội tốt. Giang Kiếm Phong nhìn Diệp Thần và hai nữ đi xa hình bóng, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hoảng hốt bây giờ, hắn còn nhớ hôm đó ở tỉnh Chiết Giang công viên hẹn gặp Diệp Thần cảnh tượng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thằng nhóc này lại thành tăng đến mảnh đất này bước. Bên tai hắn thậm chí hồi tưởng lại Diệp Thần ở cửa Giang ra nói tiếng nói, lần này phụ thân thật nhìn lầm. Vì Diệp Thần trên người võ, lại buông tha một cái lớn mạnh như vậy người. Người này một khi thuộc về Giang ra, còn sợ Giang ra không thể vượt qua Lâm ra sao? Phỏng đoán muốn không được bao lâu, Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Diệp gia thật có thể ngang trời xuất thế. Liền xem Diệp Thần có thể hay không chịu đựng ở vậy mấy tên tộc và thế lực đè ép. 10 phút sau đó, Diệp Thần đã giải quyết một số người, mang Chu Nhã và Bách Lý Băng bước vào long mạch đất. Cực điểm. Một bước vào hang núi, một cổ cực mạnh nóng bức khí liền tấn công tới, đúng cái hang núi nhiệt độ cực cao, còn đi chưa được mấy bước, hai nữ liền toàn thân ướt đẫm, thậm chí liền nịt vú màu sắc cùng với rãnh cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thả ra một tia huyết long khí, hai nữ trên mình liền cảm giác thư thái rất nhiều. Thậm chí mồ hôi trên người nước cũng đã biến mất. Đột nhiên, Diệp Thần túi đặc thù điện thoại di động reo. Bách Lý Hùng đang ở phụ cận. Diệp Thần con ngươi híp lại, ở phía nam nghe được một ít động tĩnh, mà điện thoại di động chỉ thị nhưng là ở mặt tây. Ngay tại lúc này, Bách Lý Băng thật giống như cảm giác được cái gì, hướng một phương hướng đi. Chỗ đó nóng bức cảm giác càng phát ra mãnh liệt, đi mấy chục bước, nhưng phát hiện là một chỗ vách đá. Trên vách đá tất cả đều là tay cụt và thi thể, cơ hồ trăm đạo. Từng ngọn thi thể bao trùm, chất thành đống núi nhỏ, máu tươi dữ tợn ý cực kỳ kinh người. Mà dưới vách đá, nhưng là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Diệp tiên sinh, không biết tại sao, ta cảm giác được phụ thân đang ở phụ cận, chẳng lẽ hắn rơi vào nham thạch nóng chảy. Bách Lý Băng dùng sức đảo thi thể, muốn tìm được phụ thân tồn tại. Nhưng là coi như lật lần tất cả. Vẫn không tìm được. Thật chẳng lẽ té xuống. Bách Lý Băng thất hồn lạc phách nói. Hắn thậm chí thấy được vậy 4 vị thiết huyết doanh chiến sĩ thi thể, duy chỉ có không có phụ thân. Một cổ bất an rõ ràng lan tràn. Diệp Thần không nói gì, trên màn ảnh điện thoại di động lóe lên kịch liệt ánh đỏ. Điều này nói rõ một chuyện, Bách Lý Hùng không có chết, hơn nữa hắn đang ở phụ cận. Diệp Thần ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một bước ra, chỉ gặp dưới vách đá một khối nham thạch trên, treo một cái hấp hối thân thể. Vậy thân thể khắp người máu tươi, quần áo rách hết, ngực có to lớn lỗ máu. Vậy nổi gân xanh tay gắt gao bắt bên vách đá duyên một mau nhô ra nham thạch. Lòng bàn tay tất cả đều là máu. Bách Lý Hùng. Thời khắc này Bách Lý Hùng bị trọng thương, cơ hồ hôn mê, bị thương chém chết nhiều như vậy người tu luyện và cổ võ giả. Dõi mắt Hoa Hạ có mấy người có thể làm được. Chỉ có Bách Lý Hùng như vậy tồn tại.
giờ phút này Bách Lý Hùng tay hoàn toàn là dựa vào ý chí cầm khối kia nham thạch. Lại là không biết chống giữ bao lâu. Hắn muốn sống. Còn sống bảo vệ hắn Sơn Hà, bảo vệ Hoa Hạ. Bảo vệ Tần Lĩnh Long Mạch, bảo vệ vậy mấy trăm triệu con dân. Đây là hắn làm một quân nhân, một cái thượng tướng trách nhiệm và sứ mạng. Hắn nếu như chết, Hoa Hạ võ đạo tổng cục và những thế lực kia âm mưu thì biết được như ý. Hoa Hạ hủy trong chốc lát. Diệp Thần trong mắt kích động đến mức tận cùng, không do dự nữa, một bước nhảy xuống vách đá, năm ngón tay bắt Bách Lý Hùng quần áo, một cước giẫm ở treo trên vách đá, cả người bay hướng phía trên. Bách Lý Băng và Chu Nhã tự nhiên chú ý tới Diệp Thần trong tay Bách Lý Hùng. Bách Lý Băng lại là vọt tới, trong mắt rưng rưng, ba. Diệp Thần đem Bách Lý Hùng nhẹ nhàng để dưới đất. Thời khắc này Bách Lý Hùng không có hô hấp, tim đập mau chóng ngừng, vết thương chồng chất. Diệp Thần không cần đại đạo tầm quyết liền có thể biết đối phương bị thương nặng bao nhiêu, cơ hồ chỉ nửa bước bước chân vào quỷ môn quan. Nếu như lại không cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lấy ra một viên đan dược, trực tiếp để cho Bách Lý Hùng ăn vào, nhưng là không có chút nào khí sắc. Bách Lý Hùng trong cơ thể bị những cái kia đoạn hồn môn chân khí đụng, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương rất nghiêm trọng. Hắn cố nhiên đã từng là Hoa Hạ võ đạo giới cao cấp cường giả, nhưng là cuối cùng là người, không phải máy móc, trận chiến này, hao phí hắn quá nhiều lực lượng. Hơn nữa rơi xuống vách đá, thừa nhận nham thạch nóng chảy cháy, không chết đã là kỳ tích. Khẩu khí này hoàn toàn là dựa vào ý hắn chí chống. Người hai người chúng ta là ta hộ pháp. Hắn phải lập tức chữa trị. Diệp Thần nói xong, liền bỏ mặc hai người, trong tay xuất hiện mấy viên linh thạch bắn ra, một đạo trận pháp đột nhiên tạo thành. Đồng thời, Diệp Thần ngân châm trong tay giống như đập nốt nhạc vậy, đồng loạt bắn vào Bách Lý Hùng trong cơ thể. Bách Lý Hùng trên mình ngay tức thì phủ đầy rậm rạp chằng chịt ngân châm. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, ngân châm bây giờ phảng phất có một cái tuyến, không ngừng lưu động từng đạo lực lượng. Tựa như trận pháp. Đồng thời, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít dược liệu, năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ thành nước thuốc, cuồn cuộn nước thuốc thấm vào đến Bách Lý Hùng trong thân thể. Diệp Thần ngồi xếp bằng, chỉ điểm một chút ở Bách Lý Hùng trên ấn đường, giam trong mắt, một tia nhàn nhạt chân khí hội tụ trong đó. Đây là mấu chốt nhất một bước, kéo dài dòng dã 5 phút mới có thể đem Bách Lý Hùng cứu về. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chu Nhã và Bách Lý Băng trong lòng nóng nảy như đốt. Ngay tại lúc này, một hồi cười to tiếng vang khắp. Ta đây là tò mò có còn ai dám bước vào Long Mạch Đất, nguyên lai là người cái này không biết sống chết tiểu tử. Dứt lời, mười mấy người xuất hiện ở cách đó không xa. Cầm đầu chính là Trịnh Nhân Quyết cùng với Hoa Hạ võ đạo tổng cục cường giả. Không chỉ như vậy, còn có đoạn hồn môn và những thứ khác thế lực cường giả. Những người này cơ hồ là tần lĩnh mạnh nhất tồn tại. Cũng chỉ có mạnh nhất tồn tại mới có tư cách bước vào Long Mạch Đất. Nghe được cái này thanh âm, Chu Nhã và Bách Lý Băng lòng cơ hồ nặng đến thung lũng. Các nàng nhìn một cái Diệp Thần, phát hiện đối phương trong mắt giam, căn bản không có mở ra ý nghĩa. Các nàng rất rõ ràng, cái này không có thể trúng đoạn. Nhưng là hai người bọn họ thực lực làm sao ngăn cản ở đám người này à? Làm thế nào? Trịnh Nhân Quyết gặp Diệp Thần không phản ứng mình, tự nhiên chú ý tới Diệp Thần ở truyền trước chân khí. Hắn cười một tiếng, thằng nhóc, lòng ngươi ngược lại là lớn, lại vẫn muốn cứu một người chết. Bách Lý Hùng đã sớm chết rồi, càng bị người ta tự tay bỏ lại nham thạch nóng chảy. Không nghĩ tới lại không có hủy thi diệt tích, đáng tiếc. Bất quá, ngươi thật đem mình làm không gì không thể tồn tại. Muốn cứu hắn, nằm mơ. Nếu như ta không đoán sai, người bây giờ không thể cắt đứt đi, một khi cắt đứt, người tất nhiên sẽ bị cắn trả. Trịnh Nhân Quyết khóe miệng phác họa một đạo âm u nụ cười, sau đó nhìn một cái bên cạnh một vị cường giả, mở miệng nói, Lữ Chấn, giúp ta đem thằng nhóc kia đầu lâu mang về. Lữ Chấn là Trịnh Nhân Quyết bên người một trong mấy người mạnh nhất, đối phó Diệp Thần, đủ. Trịnh Tông Sư. Lữ Chấn cấp tốc hướng Diệp Thần đi. Chu Nhã và Bách Lý Băng con người nghiêm túc, vừa mới chuẩn bị động thủ ngăn lại đối phương, Diệp Thần mở mắt ra, như trong đêm tối vì sao dày đặc. Các người tới ta sau lưng, mau,
Chu Nhã và Bách Lý Băng sắc mặt đại biến, do dự chốc lát, vẫn là đi tới Diệp Thần sau lưng. Các nàng động thủ vậy là chịu chết à? Lữ Trấn khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, một kiếm bổ ra, kiếm gió gào thét, uy lực cực mạnh. Hắn nhưng mà biết Diệp Thần nguy hiểm, không dám xem thường. Quanh người hắn xương cốt, cũng là mơ hồ run rẩy. Tất cả lực lượng, đều bị hoàn mỹ điều động, khuynh tả tại liền một kiếm này trên. Hắn cực kỳ hài lòng. Lực lượng cuồng bạo, dẫn động toàn gió từng cơn, kinh khủng đợt khí nổ tung, toàn bộ vách đá tựa hồ cũng lâm vào chấn động chính giữa. Mơ hồ bây giờ, Lữ Trấn bổ ra kiếm ý tựa như hóa là một đầu to lớn mãnh hổ, giống như quân lâm thiên hạ. Tiếng gào thét chính giữa, hắn giống như mãnh hổ vồ mồi, lấy ra nanh vuốt sắc bén. Trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Ở nơi này một kích phải rơi vào Diệp Thần trên người thời điểm, Diệp Thần như cũng ngồi xếp bằng, tay phải thật chặt Bách Lý Hùng trên ấn đường. Ích! Nhưng là, hắn đưa ra một cái tay khác, sát khí và chân khí bùng nổ, hai đạo ánh sáng mang uốn quanh lòng bàn tay, năm ngón tay dương ra, nắm thanh kiếm kia. Lữ Trấn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình cường thế cùng với lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Cách đó không xa Diệp Thần giống như hồ, hấp thu hết thảy. Ngươi còn chưa đủ cách, giết ngươi, chẳng qua là thời gian vừa niệm chuyện. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống. Một giây kế tiếp, chỉ nghe gặp sắc sắc một tiếng, Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, trường kiếm bùng nổ. Hóa là vô số mảnh vỡ. Trong đó một quả mảnh vỡ càng bị Diệp Thần thật chặt cầm ở lòng bàn tay. Mảnh vỡ bắn ra, sắc bén quá nhanh. Sắp đến liền cơ hội phản ứng cũng không có. Lữ Trấn muốn tránh, nhưng là một cổ vô hình uy áp trói buộc hắn. Phốc! Mảnh vỡ xuyên thấu Lữ Trấn thân thể, tiếng nổ bỗng nhiên nổ tung. À! Ngay sau đó, chính là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi phun ra, chỉ gặp Lữ Trấn cả người giống như ném bay ra ngoài đá lớn, hung hãn bay ra 7 đến 8 mét, đập rơi ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Lữ Trấn thân thể nhẫn nại không ngừng run rẩy, khóe miệng từng ngụm khạc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước một chiêu giao phong sau đó, lại vẫn không nhúc nhích Diệp Thần, trợn to hai mắt. Đối phương ngồi xếp bằng, chỉ một đưa tay ra là có thể chém chết hắn, đây là cái gì yêu quái? Cái này làm cho Lữ Trấn không cách nào tiếp nhận, khó tin. Hắn muốn nói gì, nhưng có phát hiện không một tia lực lượng, trong mắt tối sầm, ý thức mơ hồ. Một màn này, để cho xa xa Trịnh Nhân Quyết sắc mặt đại biến. Ai có thể nghĩ tới như vậy trạng huống Diệp Thần, lại không phí nhiều sức liền đem người giết. Mấu chốt vẫn là hắn Trịnh Nhân Quyết bên người cường giả à. Ngay tại lúc này, đoạn hồn môn một vị lưng gù ông già mở miệng nói, người này là người tu luyện, đại khái là ly hợp cảnh tu vi. Như vậy trẻ tuổi liền ly hợp cảnh, nếu như không giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trịnh Tông Sư, người không biết không giết được đi. Trịnh Nhân Quyết sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng mười mấy nhân đạo, trực tiếp động thủ, không lưu người này. Mười mấy đạo thân ảnh hướng Diệp Thần lao đi, vô số sắc bén lóe lên, mắt xem muốn chạm được Diệp Thần, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm tới. Trảm Long kiếm trực tiếp bay ở hắn cả người, năm ngón tay nắm chặt. Hắn cưỡng ép vận chuyển chân khí. Đem một số vận chuyển chân khí ở Trảm Long kiếm trên, bổ ngang đi. Một màn kia huyết quang, tựa như đem thiên địa chia làm hai. Kiếm khí bén nhọn, phát ra nhọn tiếng vang, như tử thần kêu gọi. Gió lớn cuốn lên, mưa gió biến sắc, một chiêu này kiếm ý, cường thế đến mức tận cùng. Hống, tựa như bây giờ, ở đầy trời kiếm gió chính giữa, một kiếm này rơi xuống, giống như cự thú hạ xuống, mang theo người thế lôi đình. Hung hăng nện xuống. Trường kiếm không rơi, kiếm phong trước đạt. Kinh khủng kiếm phong dưới, mười mấy chuôi vũ khí đồng loạt gãy lìa. Ở đó vô cùng vô tận kiếm khí dưới, những cái kia hoa hạ võ đạo tổng cục cường giả quanh thân cũng không biết bị vạch ra bao nhiêu vết thương. Máu tươi đỏ thấm, ở huyết sắc kia kiếm quang chính giữa, lại là lộ vẻ được phá lệ yêu dị. To lớn nguy cơ rốt cuộc cuốn tới, chết hơi thở, tràn ngập tới. Phá! Diệp Thần đem kiếm thu hồi, cắm ở trên mặt đất, một cái tay khác còn liên tục không ngừng cho Bách Lý Hùng vận chuyển chân khí, đồng thời rút ra bộ phận ngân châm,
Bách Lý Hùng trên mặt đã xuất hiện một tia đỏ thắm vẻ. Còn muốn 20 giây, liền có thể cho hắn sức sống. Theo Diệp Thần chữ kia rơi xuống, vậy mười mấy đạo thân thể lại có thể hợp kim cùng ngã gục. Đều là máu tươi. Giờ khắc này, toàn bộ long mạch đất yên lặng đến mức tận cùng. Một cái ngồi người, hơn nữa vẫn còn ở chữa trị người khác, một cái tay. Lại trực tiếp nghiền ép nhiều như vậy võ đạo tổng cục cao thủ. Ừng ực. Tất cả mọi người không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như là những cái kia đoạn hồn môn người tu luyện cũng là nhíu mày một cái. Bọn họ phát hiện mình vẫn là xem nhẹ Diệp Thần. Trịnh Nhân Quyết sắc mặt cơ hồ biến thành đen, hắn mặc dù kinh ngạc Diệp Thần thực lực lại tăng trưởng đến biến hóa như thế, nhưng là dưới mắt không phải suy tính chuyện này thời điểm. Bây giờ không thể nghi ngờ là chém chết Diệp Thần thời cơ tốt nhất. Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền tự mình đưa ngươi lên đường. Ngày hôm nay ngươi không chỉ không cứu sống cái này người chết, chính ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trịnh Nhân Quyết bóng người biến mất, quay lại liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, mà giờ khắc này Diệp Thần vừa vặn đem chân khí tụ vào Bách Lý Hùng trên thân hình. Hắn chỉ có thể dành ra một cái tay trực tiếp và Trịnh Nhân Quyết va chạm đi. Bành! Hai cổ cường đại đợt khí bùng nổ, Trịnh Nhân Quyết thực lực mạnh thịnh đến mức tận cùng, không có chút nào thu tay lại. Hắn thì phải một chiêu đem Diệp Thần đánh thành xương máu. Phốc! Diệp Thần thân thể như núi bất động. Mà trong miệng lại là khạc ra một đạo đỏ bừng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hoa Hạ võ đạo tổng cục hèn hạ hắn coi như là kiến thức qua. Lại có thể không chết, có ý tứ, ta xem ngươi còn có thể chịu đựng mấy lần. Trịnh Nhân Quyết một tiếng giống giận, gió lớn gào thét, ánh sáng đen đầy trời. Theo Trịnh Nhân Quyết ra tay, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng băng lạnh xuống. Nham thạch nóng chảy nóng bỏng cảm giác dần dần biến mất. Cảm thụ vậy khí thế cường đại, mắt thấy đối diện vào tới Trịnh Nhân Quyết, Diệp Thần con ngươi mơ hồ co rúc lại một chút. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, rên rỉ một tiếng chi tiếng vang lên, Bách Lý Hùng đột nhiên mở mắt ra. Lại có thể tỉnh. Diệp Thần thở ra một hơi, cả người ngay tức thì đứng lên, Trảm Long kiếm cũng là bay đến lòng bàn tay của hắn. Bây giờ ta đây là muốn biết ngươi có mấy phần thắng. Một tiếng thét dài. Cửu Thiên Huyền Dương Quyết vận chuyển, đan điền chỗ sâu lực lượng bùng nổ, Diệp Thần gân mạch bên trong, vô tận chân khí bốc hơi là cuồn cuộn chảy dài lao nhanh không ngừng. Đối mặt nhào tới Trịnh Nhân Quyết, Diệp Thần thậm chí không có chút nào lùi bước, hắn đón đối phương đi. Bước ra một bước, thời khắc này Diệp Thần, giống như chiến thần hạ xuống, đón gió bão lên, khí thế ổn định leo lên. Rầm rầm, cổ tay run một cái, trong tay sắc bén lóe lên. Ngay sau đó chính là một chiêu cường đại kiếm pháp thi triển ra. Phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất, Tiềm Long Trảm Thương Khung. Không khí nóng bỏng tựa như bị xé. Chân khí trong cơ thể và sát khí rót vào dưới, Trảm Long kiếm tản ra sắc bén, giống như cực quang chiếu sáng thương khung. Khí thế kinh khủng ngay tức thì bạo tăng, hướng Trịnh Nhân Quyết bao phủ đi. Làm sao có thể? Cảm nhận được Diệp Thần giờ khắc này bộc phát ra khí thế. Cảm thụ Diệp Thần một kiếm này chính giữa ẩn chứa khủng bố nguy cơ, quanh thân tựa như bị hàn băng bọc, thân thể giống như rơi xuống hầm băng chính giữa, Trịnh Nhân Quyết lại lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Hắn trong lòng lại sinh ra một loại uy hiếp, đến từ Diệp Thần trên người uy hiếp. Giết! Trịnh Nhân Quyết một tiếng giống giận, cắn chặt hàm răng một chiêu hướng Diệp Thần cuồng oanh đi. Ngay tức thì, ánh sáng bạc và oanh quang vạch qua, lần lượt thay nhau với nhau. Bành! Hai đạo lực lượng bỗng nhiên va chạm. Một hồi kịch liệt tiếng nổ nổ tung, ở đó tiếng nổ chính giữa, hai loại ánh sáng giống như hai cái hàng dài, ở lần lượt thay nhau cắn xé. Hừ, lăn ra ngoài. Thời khắc này Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn có thể cảm giác được Trịnh Nhân Quyết lực lượng khủng bố, hắn không dám xem thường, toàn lực đi. Đinh! Thanh thúy gãy tiếng truyền tới. Đi đôi với Diệp Thần trong cơ thể tiếng long ngâm. Bất ngờ là Diệp Thần Trảm Long kiếm, toát ra kinh khủng sắc bén, ngay tức thì tước đoạn Trịnh Nhân Quyết trường kiếm trong tay. Không! Binh khí trong tay gãy lìa, Trịnh Nhân Quyết không thể tin tê giống lên. Thân thể càng bị đụng bay ra ngoài, từng ngụm khạc ra máu tươi. Một kiếm dưới, hắn lại đánh bại. Niềm kiêu ngạo của hắn,
tựa như vậy vào giờ khắc này như kiếm vậy vỡ vụn. Trịnh Nhân Quyết trên không trung một cái lộn, ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần. Ai có thể nghĩ tới, thằng nhóc này thực lực lại mạnh đến mảnh đất này bước. Ly hợp cảnh. Coi như là ly hợp cảnh cũng không khả năng như thế mạnh à. Ngay tại lúc này, đoạn hồn môn vị kia lưng gù ông già đi tới Trịnh Nhân Quyết bên người, hô hấp dồn dập, mở miệng nói, người bại bởi người này không ở chỗ thực lực, mà là kiếm kỹ, hắn vậy đạo kiếm pháp, rất mạnh, là ta từ chưa từng thấy qua mạnh mẽ kiếm pháp. Đừng nói ở Hoa Hạ võ đạo giới, coi như là ở Côn Lôn hư cũng không yếu. Phá thiên kiếm ý, tại sao ta cho tới bây giờ không gặp qua và nghe qua kiếm pháp này? Không được, kiếm pháp này nhất định phải đạt được, thằng nhóc này đạt được kiếm này ý, đơn giản là phí của trời. Hắn không lại có kiếm pháp này. Đoạn hồn môn lưng gù ông già con người tất cả đều là nóng bỏng. Nếu như lần này có thể thu hoạch long mạch và nghịch thiên kiếm ý, nói không chừng hắn ở đoạn hồn chỗ cửa là có thể cao hơn một tầng lầu. Không chỉ như vậy, hắn thực lực một khi mạnh mẽ, lần nữa bước vào Côn Lôn hư cũng có sức và tư cách. Trịnh Nhân Quyết hơi biến sắc mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lửa giận hai tròng mắt ngược lại biến thành kinh ngạc. Thằng nhóc này từ Ninh Ba đến bây giờ, quá mức nghịch thiên, trên mình lại có lớn mạnh như vậy kiếm ý. Tất nhiên thích thú bảo. Hà trưởng lão, người này biến mất 5 năm, thực lực liền không giải thích được tăng lên, người có thể biết hắn từ một tên phế vật, ngắn ngủi 5 năm liền hoàn thành người khác cả đời vậy không hoàn thành được thành tựu. Trên người người này có đại bí mật này nói không chừng so long mạch còn đắt hơn nặng. Trịnh Nhân Quyết kích động nói. Đoạn hồn môn Hà trưởng lão nhướng mày một cái, đổ đã tới một chút hứng thú, thời gian 5 năm từ một tên phế vật bước vào ly hợp cảnh, chân thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có bí mật, căn bản không có thể, nói không chừng trên người người này thu hoạch một nơi đại cơ duyên. Đúng, nhất định như vậy. Chỉ cần hắn đạt được cái này đại cơ duyên, đoạn hồn môn chức môn chủ cũng có thể là hắn. Giờ khắc này, hắn kích động đến mức tận cùng. Ngay tại lúc này, một hồi ho khan tiếng vang khắp, nguyên bản nằm bách Lý Hùng chống đỡ ngồi dậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem tầm mắt rơi vào bách Lý Hùng trên mình, từng cái tròng mắt trợn to. Tựa như gặp quỷ. Trịnh Nhân Quyết và Hà trưởng lão hô hấp tựa như dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngồi dậy bách Lý Hùng, miệng mở to lớn. Bọn họ hôn tự sát bách Lý Hùng, thấy ngực hắn cơ hồ xuyên thủng, coi như không có té xuống nham thạch nóng chảy. Cũng không khả năng được cứu sống à. Bọn họ chắc chắn. Nhưng là trước mắt, tên này triệt để tỉnh à. Giống như có một đôi vô hình tay hung hãn quạt bọn họ một cái tát. Trời à. Ừng ực. Tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, quên được hết thảy, chỉ có khiếp sợ. Hoạt tử nhân, y xương trắng. Đây là bực nào thông thiên thuật pháp? 3. Bách Lý Băng kích động đến trình độ cao nhất. Gương mặt lại là chôn vào bách Lý Hùng trên ngực, bỏ mặc máu tươi rầm rề, nước mắt không ngừng chảy xuống. Băng Nhi, người tại sao lại ở đây? Bách Lý Hùng con người trợn to, hắn phản ứng đầu tiên là mộng, nhưng là rất nhanh liền bị hắn lật đổ, đây là thực tế. Ta lại sống lại, làm sao có thể? Hắn là võ giả, lại là đứng ở cục võ đạo Hoa Hạ đỉnh vậy loại võ giả, thân thể mình như thế nào, hắn so người bất kỳ đều biết. Nhưng là giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ rệt sinh cơ của mình không ngừng hội tụ. Liền liền chính hắn vậy không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Bách Lý Băng ngẩng đầu lên, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, kích động nói, ba, là Diệp tiên sinh cứu sống ngươi. Không có Diệp tiên sinh, ta hai người chúng ta đều phải chết. Diệp tiên sinh, Bách Lý Hùng ánh mắt rơi vào mấy mét ra ngoài một cái lãnh ngạo hình bóng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mơ hồ thật giống như có một dòng nước ấm xông lên lần hắn toàn thân, hắn biết đây là chân khí. Có người dùng chân khí và thuật pháp rất miễn cưỡng đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại. Mấu chốt là một cái tuổi trẻ như vậy người. Hắn vậy bình tĩnh như nước con ngươi sinh ra một tia chập chờn. Hắn Bách Lý Hùng bởi vì cái này người thanh niên lệnh không nên tuyệt. Ta Bách Lý Hùng cảm ơn Diệp Thần Y xuất thủ cứu giúp. Đại ân đại đức, không bao giờ quên. Ngay tại lúc này, Diệp Thần xoay người, nhìn lướt qua Bách Lý Hùng, nói, người thương thế vẫn là rất nặng, nói ít, xếp chân tu luyện.
Diệp thần. Bách Lý Hùng thấy được thanh niên bộ mặt thật, theo bản năng lên tiếng. Diệp thần đoạn này thời gian làm sự việc, hắn cũng có nghe thấy, thêm lên Bách Lý Băng tán dương, hắn vậy chú ý tới mấy phần. Nhưng là cho tới nay, hắn chỉ biết là Diệp thần võ đạo thực lực ở thanh niên đồng lứa coi là không tệ, lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có loại này thông thần y thuật. Mấu chốt một cái phàm căn người bước vào võ đạo cũng đã là kỳ tích, lại còn có tinh lực nắm trong tay cái này mạnh mẽ y thuật. Hắn trong lòng tựa như sóng lớn lên, kinh hãi liền liền. Ngay tại lúc này, Trịnh Nhân quyết kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, Diệp thần, xem ra ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng còn chưa đủ thấu triệt, mặc dù không biết Bách Lý Hùng cái này người chết làm sao bị ngươi cứu sống, nhưng là đã không trọng yếu, cứu sống thì như thế nào, ngày hôm nay, ngươi hai người chúng ta đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía đoạn hồn môn Hà trưởng lão, chắp tay nói, Hà trưởng lão, ta Hoa Hạ võ đạo tổng cục nguyện và đoạn hồn môn đồng loạt ra tay. Trên người tiểu tử kia bí mật ta tuyệt không rình rập, toàn bộ do Hà trưởng lão phân phối. Thậm chí long mạch, ta chỉ cần 10%. Hà trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, được, cái này hai cái phế vật ta còn không để vào mắt, muốn giết bọn họ, quá mức đơn giản. Đoạn hồn môn đệ tử nghe lệnh, ngưng tụ đoạn hồn sát trận, đem bốn người bắt giữ. Một giây kế tiếp, Hà trưởng lão sau lưng sáu vị đệ tử hướng Diệp thần và Bách Lý Hùng bọn họ đi. Sáu người thật chặt vây quanh, nhịp bước dưới chân cực kỳ quái dị. Sáu ngón tay người bóp quyết, bước ra một giọt máu tươi đụng nhau, một đạo nhàn nhạt xương máu lại bao trùm mở. Hà trưởng lão khóe miệng nụ cười dữ tợn, nắm chắc phần thắng. Đoạn hồn sát trận nhưng mà đoạn hồn môn mạnh nhất trận pháp, bùng nổ lực lượng nguyên không phải đi một lần hợp cảnh tiểu bối có thể ngăn cản. Trừ phi thằng nhóc này ly hợp cảnh đỉnh cấp, nếu không tuyệt đối không có phần thắng. Bách Lý Hùng thấy cái này sáu người lại có thể ngưng tụ trận pháp, muốn đứng dậy chiến đấu, nhưng phát hiện thân thể nửa người dưới nhúc nhích không được. Một đôi tay lại là đè ở hắn bả vai trên, nơi này giao cho ta đi, ngươi bây giờ cần điều chỉnh, rất yếu ớt, còn như động thủ, vẫn là đừng suy nghĩ. Bách Lý Hùng lắc đầu một cái, khí lực đầy đủ thanh âm vang lên, Diệp thần y, cái này đoạn hồn sát trận ta có nghe thấy, ở núi Côn Lôn bên kia nhưng mà cực mạnh đại trận. Ta trạng thái tột cùng có thể miễn cưỡng ngăn cản, bây giờ ngươi, căn bản không ngăn cản được à. Diệp thần cười một tiếng, quay lưng lại, loại rác dưới này trận pháp, ta thật đúng là không để vào mắt, đoạn hồn sát trận, hôm nay ta sẽ để cho đám người này toàn bộ đoạn hồn. Thương Hải Bình nói với hắn qua, linh phù một đạo so trận pháp một đạo càng là huyền diệu. Thậm chí có thể nói trận pháp là linh phù một đạo chi nhánh. Nếu như hắn liền loại rác dưới này trận pháp cũng không phá hết, vậy hắn thật là ném Thương Hải Bình mặt. Diệp thần ngón tay bóp quyết, một bước, hai bước, ba bước, hắn cổ quái nhịp bước bước ra, mặt đất lại truyền tới chấn động to lớn. Chấn động cảm giác càng ngày càng mạnh. Làm đến bước thứ bảy thời điểm, Diệp thần trong tay bắn ra một đạo linh thạch bùng nổ, bắn về phía đoạn hồn sát trận tâm trận trên. Thấy một màn này, Hà trưởng lão sắc mặt đại biến. Thanh âm run rẩy nói, phá trận bảy bước giết, thằng nhóc này vậy mà sẽ phá trận bảy bước giết. Đột nhiên, Hà trưởng lão nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, mau, các người mau rời đi trận pháp, mau trở lại à. Hắn khàn cả giọng. Diệp thần trong mắt thả ra một đạo hàn quang, gầm lên chi tiếng vang lên, cho ta diệt. Dứt lời, cuồng phong nổi lên, xương máu biến hóa, lại ngưng tụ thành lục đạo huyết kiếm hư ảnh. Chỉ bất quá máu này kiếm hư ảnh không phải là đối trước Diệp thần và Bách Lý Hùng, mà là đối vậy sáu vị đoạn hồn môn đệ tử. Huyết kiếm bắn ra, sáu người đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại là bay ra ngoài, ở giữa không trung, huyết kiếm từ bọn họ trong cơ thể lại chui ra. Bình bịch bịch, lục đạo thân thể lại nổ bể ra, mưa máu rơi xuống, đoạn hồn sát trận cắn trả lại để cho thi trận sáu người tại chỗ bỏ mình. Tiểu súc sinh. Lại dám tổn thương ta đoạn hồn môn người. Tự tìm cái chết. Hà trưởng lão giận không kềm được, một tiếng gầm thét, sau đó lại là nhìn về phía Trịnh Nhân Quyết, nói Trịnh Tông Sư, vừa động thủ một cái. Được. Hai đạo thân ảnh hướng Diệp thần tới. Một vị là Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ bảy Trịnh Nhân Quyết. Một vị chính là đoạn hồn môn Hà trưởng lão. Hà trưởng lão ly hợp cảnh tầng thứ bảy,
là lần này Tần Lĩnh Long Mạch người phụ trách chủ yếu. Cũng là lần này Đoạn Hồn Môn phái ra người mạnh nhất. Ở Đoạn Hồn Môn xem ra, vì sao thực lực của trưởng lão đủ để cho những thứ này hoa hạ người võ đạo giới nhìn lên? Hắn đại biểu Đoạn Hồn Môn hy vọng. Dưới mắt hai vị cao cấp cường giả ra tay, Diệp Thần làm sao còn chơi? Bách Lý Hùng hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn không biết Diệp Thần là làm sao phá hỏng vậy sát trận, nhưng là cái này hai người tự mình ra tay, cũng không phải là làm trò đùa à. Diệp Thần chỉ bất quá một người à. Bách Lý Hùng không để ý tới hết thảy, ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Chỉ có cháy máu tươi và tu vi, mới có thể làm cho hắn thân thể thời gian ngắn khá hơn một chút. Mặc dù không còn như khôi phục đỉnh cấp thực lực, nhưng là chỉ ít có thể giúp Diệp Thần mấy phần à. Diệp Thần đối với hai người không có bất kỳ phần thắng nào. Máu tươi vừa mới chuẩn bị cháy, một đạo lãnh đạm bóng người vang lên, ta nói, ngươi chỉ cần điều chỉnh hô hấp là được rồi, cái này hai người, là ta ân oán, ta một người giải quyết. Hắn thanh âm không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Bách Lý Hùng trong mắt nghiêm túc đến mức tận cùng. Một người giải quyết, ngươi lấy cái gì giải quyết à? Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Hà trưởng lão và Trịnh Nhân Quyết đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ra tay một cái, chính là cho thấy khí thế vô cùng cường đại. Kinh khủng tốc độ, kiếm sắc bén phong. Hai người khí thế cũng nhảy lên tới trình độ cao nhất. Tức giận để cho bọn họ sẽ không có bất kỳ thu tay lại. Đáng chết! Bách Lý Hùng không do dự nữa, tiếp tục cháy máu tươi. Nhưng là lúc này Chu Nhã Nhưng lên tiếng nói, Trịnh Thúc Thúc, Diệp tiên sinh, đáng ngươi không điều kiện tín nhiệm. Nghe được câu này, Bách Lý Hùng kinh ngạc nhìn một cái Diệp Thần, thu hồi máu tươi. Hắn rất rõ ràng, thật ra thì cháy máu tươi vậy chỉ bất quá chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi, hắn thương thế quá nặng. Hết thảy liền xem Diệp Thần. Tiểu xúc sinh, cho ta chết, Trịnh Nhân Quyết mất đi kiếm, lần này, hắn trực tiếp một trưởng hướng Diệp Thần tới. Sóng lớn ngút trời, khí thế bộc phát. Cái này nửa năm qua, Diệp Thần giết nhiều ít thủ hạ hắn. Lại là phế hắn nhi tử. Người này chưa trừ diệt, thiên lý khó tha thứ. Lửa giận để cho hắn quanh thân cháy ra cuồn cuộn sát khí, không khí tựa như đọng lại. Mà Hà trưởng lão đáng sợ hơn, hắn quanh thân lại ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Là một cái màu đen rắn khổng lồ. Rắn khổng lồ hư ảnh dữ tợn. Răng nanh lạnh như băng thêm tràn đầy ý định giết người. Diệp Thần trong mắt nghiêm túc, hai người lực, hắn ứng phó có chút khó khăn. Mấu chốt Hà trưởng lão để cho hắn có nguy hiểm cảm giác. Hắn một trưởng hướng Trịnh Nhân Quyết vỗ tới, bành, hai quyền va chạm. Đất đai mơ hồ cũng chấn động một chút. Kinh khủng trưởng gió chính giữa, Diệp Thần cùng Trịnh Nhân Quyết thân hình định cách. Mơ hồ bây giờ, hai đạo ánh sáng mang bắn ra. Tiểu xúc sinh, ngươi hủy con ta, hủy ta hoa hạ võ đạo tổng cục, chờ sau khi ngươi chết, ta muốn người nhà ngươi sống không bằng chết. Trịnh Nhân Quyết thanh âm lạnh như băng vang khắp. Hắn căm ghét Diệp Thần. Lần nữa bước ra một giọt máu tươi cháy tại trên cánh tay, lực lượng bỗng nhiên mở rộng. Tiểu xúc sinh, ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Ha ha! Kinh khủng lực lượng, ngay tức thì xông vào đến Diệp Thần cánh tay, cuối cùng lan truyền quanh thân. Diệp Thần thân thể mỗi một khối máu thịt, tựa như cũng bị gió bão xé. Từng cổ một nhọn đau đớn tràn ngập đến thân thể mỗi một xó xỉnh. Cháy máu tươi, cũng phải giết ta. Diệp Thần khóe miệng xuất hiện lau một cái rét lạnh, đáng tiếc ta ghét nhất người khác uy hiếp ta phụ mẫu, cho nên người đáng chết. Đi đôi với lời nói rơi xuống, Diệp Thần chân đạp thương long huyễn thân quyết thân hình quỷ dị lóe lên, bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Một đạo linh phù ngay tức thì tạo thành, bị hắn cầm ở lòng bàn tay, trực tiếp bóp vỡ. Lòng bàn tay của hắn ngay tức thì xông ra vô số đạo sấm sét. Gió lớn cuộn sạch, phong vân biến ảo. Diệp Thần bên trong thân thể, lấy đan điền làm trung tâm, vô tận chân khí giống như lũ lụt cuồn cuộn bị quất lấy ra. Cơ hồ cả người lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chiêu trên. Chân khí cường đại thúc dục phát dưới, kinh khủng lực lượng, hoàn toàn nổ tung. Trịnh Nhân Quyết cảm giác được không đúng, cường đại đợt khí đem hắn xông lên bay. Ta cháy máu tươi lại còn không địch lại người này lực lượng. Làm sao có thể? Ngay tại lúc này, một cái bóng đen rơi xuống,
Diệp Thần năm ngón tay ụp lên chính nhân quyết cổ trên. Bắt đầu từ bây giờ, ta và Hoa Hạ Võ Đạo Tổng cục ân oán, lúc này chấm dứt. Chính nhân quyết con ngươi trợn to, muốn phản kháng, nhưng phát hiện Diệp Thần lòng bàn tay dũng động sấm sét quấn vòng quanh hắn toàn thân, hắn nhúc nhích không được. Ngươi! Lời còn chưa nói hết rút ra, hắn cổ trực tiếp bị Diệp Thần bóp vỡ. Máu tươi như suối phun vậy bắn ra. Mà đồng thời, Hà trưởng lão một trưởng đã rơi xuống, Diệp Thần theo bản năng ngưng tụ bình phong che chở đi ngăn cản, bình phong che chở vỡ vụn, Diệp Thần đập bay ra ngoài, lộn một vòng vững vàng rơi vào vách đá bên bờ. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hà trưởng lão chút nào không dừng tay, một bước đạp đất, thân thể bước ra 5 mét cao, một trưởng hướng Diệp Thần chỗ hiểm đi. Mà hắn quanh thân ngưng tụ rắn khổng lồ hư ảnh cũng là hướng Diệp Thần phóng tới. Đoạn hồn rắn trưởng. Ở hắn xem ra, có thể để cho hắn thi triển bổn mạng võ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy rắn khổng lồ hư ảnh mang lạnh vô cùng lạnh như băng hướng Diệp Thần đi, Diệp Thần đưa tay ra lau mép một cái máu tươi, lãnh đạm nói, bổn mạng rắn khổng lồ là ngươi kiêu ngạo. Huyết long, đi ra. Gầm thét tiếng rơi xuống, thiên địa giống, cũng mơ hồ bị Diệp Thần điều động. Dưới vách đá nham thạch nóng chảy lăn lộn, một cổ máu đỏ sát khí từ Diệp Thần trong cơ thể phát ra. Hà trưởng lão trợn to hai mắt, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Diệp Thần rõ ràng đã bị mình đẩy vào đến tuyệt cảnh chính giữa, hắn rõ ràng đã là nỏ hết đà à. Nhưng là, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Tuyệt cảnh chính giữa Diệp Thần lại bạo phát ra kinh khủng như vậy khí thế. Vậy một cổ hơi thở, tựa như lật ngược cái này một mảnh thiên địa. Vậy vẻ hàn quang, tựa như xé cái này một mảnh thương khung. Đột nhiên, Diệp Thần trong cơ thể xông ra một cái trăm thước huyết long lao ra nháy mắt, trực tiếp chui vào trong nham tương. Mấy giây sau đó, một cổ bao quanh cuồn cuộn ngọn lửa huyết long lao ra nham thạch nóng chảy, hiện lên Diệp Thần sau lưng. Ngọn lửa kia huyết long lại là giống như thiên địa uy áp, để cho trong lòng người sợ hãi. Long ngâm vang khắp, Hà trưởng lão rắn khổng lồ hư ảnh trực tiếp vỡ vụn. Ở huyết long trước mặt, hết thảy hư ảnh đều đưa là bọt. Giờ khắc này, toàn bộ long mạch đất an tĩnh lại. Tùy thời chuẩn bị cháy máu tươi Bách Lý Hùng hô hấp tựa như dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thấy hình ảnh. Một người một rồng sừng sững ở giữa trời đất. Thanh niên lãnh ngạo, trên mình lộ ra một cổ đế vương khí, thần long gầm thét, trên cao nhìn xuống mọi người. Hình ảnh này, hắn thề cả đời khó quên. Hắn vốn cho là hết thảy là ảo giác, nhưng là vậy tiếng long ngâm để cho hắn vô cùng thanh tỉnh. Diệp Thần trong cơ thể thậm chí có một tôn huyết long. Bách Lý Băng cũng là bị dọa, nhìn vậy khắp người ngọn lửa huyết long, đặt mông ngồi dưới đất. Mấu chốt hình ảnh này để cho nàng rung động à. Nàng sanh ở Bách Lý gia tộc, cũng coi là gặp qua một ít cảnh đời, nhưng là giờ phút này, nàng thật không cách nào nói rõ. Chu Nhã ngược lại là bình tĩnh mấy phần, máu này long nàng không chỉ một lần gặp qua. Nhưng là cùng lần trước so sánh, huyết long ngược lại là bàng lớn không ít. Máu này long chẳng lẽ còn biết theo Diệp Thần thực lực cường đại trở nên lớn. Có thể hay không có một ngày, Diệp Thần thật nắm giữ một con rồng, bay lượn 9 tầng trời. Nghĩ tới đây hình ảnh, Chu Nhã vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, hẳn không có thể tồn tại đi. Xa xa Hà trưởng lão hoàn toàn không nói ra lời, thình lình đả kích, thật là giống như là búa nện, đem tim hắn đều phải đánh chia 5 x 7. Hắn có thể thành là đoạn hồn môn trưởng lão, hoàn toàn là dựa vào cái này con rắn khổng lồ kia hư ảnh. Hắn đã coi là dị bẩm thiên phú tồn tại. Cái này rắn khổng lồ hư ảnh không biết giúp hắn chém giết nhiều ít cường giả, nhưng là giờ khắc này, hoàn toàn vỡ vụn. Mấu chốt hắn muốn lần nữa ngưng tụ cũng không khả năng. Rắn làm sao có thể và long như nhau à? Ngươi rốt cuộc là ai? Hà trưởng lão không thể tin lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói. Ngươi giết ngươi. Dứt lời, Diệp Thần xông ra ngoài, chảm long kiếm cầm ở lòng bàn tay, huyết long kèm theo cỡ đó. Một người một rồng mang cực mạnh khí thế xông ra ngoài. Gió lớn cuốn lên, đất đai run rẩy, dưới vách đá nham thạch nóng chảy không ngừng lăn lộn, tung lên từng đạo sóng lớn. Hà trưởng lão tỉnh hồn lại,
hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi có huyết long hư ảnh thì như thế nào, ngươi mới vừa bước vào ly hợp cảnh, làm sao thắng ta? Một tiếng gào thét, Hà trưởng lão căn bản nhìn không được hết thảy, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh tới. Không giết Diệp Thần, thề không bỏ qua. Rắn khổng lồ hư ảnh bị hủy, thì tương đương với phá hủy hắn căn cơ. Oanh! Gió lớn gào thét, thế như tia chớp. Hà trưởng lão kiếm ý xé không khí, trực tiếp hướng Diệp Thần bộ vị yếu hại đánh tới. Kiếm ý gào thét, đợt khí đầy trời, như mưa to gió dữ, hướng Diệp Thần cuộn sạch. Nhìn đánh tới Hà trưởng lão, Diệp Thần con ngươi rừng rưng. Hai người thực lực sai biệt tuy lớn, Hà trưởng lão cao hắn mấy cái cảnh giới nhỏ, ly hợp cảnh sau đó, cảnh giới nhỏ vậy không đơn giản. Nhưng là có huyết long và vũ kỹ cường đại gia trì, hắn có gì sợ hãi? Giết! Một tiếng gào thét, đối mặt khí thế bừng bừng Hà trưởng lão, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, mấy bước bước ra. Đạp đạp đạp! Nặng nề tiếng bước chân chính giữa, Diệp Thần cả người hoảng như lưu quang. Quanh thân chân khí quán trú ở Trảm Long kiếm trên, chân khí tựa như hội tụ thành là sông biển, lao nhanh ra. Hắn không có dùng máu lực rồng, chính là muốn xem đơn thuần lực lượng chênh lệch có nhiều ít. Hai đạo kiếm ý va chạm, hai người kiếm rối rít tránh thoát cánh tay. Cực mạnh lực phản chấn tấn công tới. Hà trưởng lão lui một bước, mà Diệp Thần lui dòng dã ba bước. Huyết khí dâng trào. Xem ra, chính là mấy cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng là to lớn à. Diệp Thần áp chế huyết khí, lẩm bẩm nói. Hà trưởng lão gặp Diệp Thần không chịu được như vậy một kích, vui vẻ cười to, mới vừa bước vào ly hợp cảnh, còn dám đấu với ta, chỉ cần ngươi đem ngươi võ toàn bộ nói cho ta, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Nếu như ngươi còn không thức thời, vậy ngại quá, ta chờ một hồi sẽ dùng bí pháp đạt được trên mình ngươi bí mật. Thời khắc này Hà trưởng lão cường thế đến mức tận cùng. Hắn thậm chí quên vậy cái giữ tợn huyết long tồn tại. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, Trảm Long kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, con người lóe ra một đạo tinh quang, người nói, người muốn trên người ta võ. Hà trưởng lão gật đầu một cái, người ta thực lực sai biệt khác xa, người như giao ra, ta có thể cân nhắc không nhắc chuyện cũ. Diệp Thần cười một tiếng, đan điền chân khí ngưng tụ. Lại là uống mấy viên thuốc, thật ra thì, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy võ không phải ta vũ kỹ mạnh nhất, ta nơi này có một đạo mạnh nhất tồn tại, đưa ngươi, ngươi có muốn không? Hà trưởng lão nghe được câu này, còn ngươi có giúp một cái, mặc dù cảnh giác, nhưng vẫn là nói, vũ kỹ gì? Phá thiên kiếm ý, thức thứ hai, chết tinh thần. Diệp Thần một tiếng giống giận, huyết long trực tiếp từ trên trời hạ xuống, tràn vào hắn Trảm Long kiếm trong. Trảm Long kiếm tựa như đốt đốt. Hắn chưa bao giờ thi triển qua kiếm thứ hai. Hắn thật là tò mò kiếm thứ hai lực lượng, ly hợp cảnh cùng với huyết long gia trì dưới, hắn có thể miễn cưỡng thi triển một kiếm. Hắn muốn dùng Hà trưởng lão máu tươi tới lễ truy điệu cái này kiếm thứ hai. Dứt lời, đất bằng phẳng sấm dậy, tất cả thiên địa thất sắc. Gió lớn phun trào, bụi bậm đầy trời. Diệp Thần khí thế buông ra. Chân khí cường đại phun trào toàn thân, trong tay Trảm Long kiếm răng khắp nơi, xốc xếch phức tạp, giống như từng tờ một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Trảm Long kiếm ngất trời, thế như thí thần, vung tán vậy toàn tại thân kiếm chỗ sát ý, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm phong chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết, giờ khắc này, Trảm Long kiếm tựa như bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi vô số đạo hư ảnh. Che trời xây, giống như phải đem đúng vùng đất hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Kiếm ý như tinh thần vậy đập xuống. Rậm rạp chằng chịt, không chỗ ẩn trốn. Cảm thụ vậy khí thế kinh khủng, Hà trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn trong lòng lại sinh ra sợ hãi, không biết tại sao, hắn cảm giác mình không ngăn cản được một kiếm này. Thằng nhóc này không phải mới vừa bước vào ly hợp cảnh, cho dù có máu kia long cũng không khả năng như thế khủng bố à. Nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà trưởng lão không nghĩ nhiều nữa, bước ra một giọt máu tươi còn chưa bắn ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm ý đã rơi xuống. Như vẫn thạch đập về phía đất đai. Hắn dụng hết toàn lực né tránh, nhưng phát hiện căn bản không địa phương có thể tránh à. Hắn dùng trường kiếm ngăn trở, kiếm nhưng đứt.
Thời khắc này hắn phảng phất như gặp phải núi cao ngăn trở, vô tận lực lượng phản chấn tới, để cho Hà trưởng lão hai cánh tay chỉ cảm thấy muốn đứt đoạn vậy. Mồ hôi ngay tức thì dòng nước chảy xuống, nhìn Diệp Thần, Hà trưởng lão một mặt không thể tin. Hắn lấy tay ngăn trở, tay vậy gãy. Chân khí bình phong che chở ngay tức thì vỡ vụn, vô số kiếm ý rơi vào hắn trên mình, hắn toàn thân đều là lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Ta là đoạn hồn. Lời còn chưa nói hết, Hà trưởng lão liền ngã xuống trong vũng máu. Mà Diệp Thần cũng là cảm giác đan điền chân khí toàn bộ biến mất, hắn đã khống chế được phá thiên kiếm ý kiếm thứ hai lực lượng, chỉ bất quá mới phát huy tầng 6 lực lượng. Tầng 6 lực lượng liền hao hết sạch chân khí của hắn, nếu như mình toàn lực bùng nổ 10 tầng, chết có thể chính là hắn đi. Hắn uống nhiều đan dược, hơi thở mới phải bị mấy phần. Bất chi bất giác, hắn toàn thân đều là mồ hôi. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở hắn bên người, một đạo mang hoa hồng mùi thơm khăn tay thận trọng cho Diệp Thần lau chùi. Diệp tiên sinh, ngài cảm giác khá tốt. Diệp Thần nhìn Chu Nhã mảnh khảnh tay cùng với màu trắng kia khăn tay, lắc đầu một cái, không có sao. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Bách Lý Hùng và Bách Lý Băng trên mình. Hai người uyển như hóa đá, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới tuyệt sử phùng sanh, lại là bởi vì là một người thanh niên. Bách Lý Hùng thành tựu Hoa Hạ thượng tướng, tay cầm Thiết Huyết Doanh quân quyền, võ đạo thực lực rung động Hoa Hạ. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bởi vì một chuyện mà nội tâm dao động qua. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật dao động. Lần này, hắn trúng Hoa Hạ võ đạo tổng cục và đoạn hồn môn vòng bộ, bị ngàn người vây trận, vốn cho là cục hẳn phải chết. Nhưng là Diệp Thần nhưng thành phá cuộc người. Không chỉ đem hắn từ quỷ môn quan kéo hồi, lại là chém chết Trịnh Nhân Quyết và đoạn hồn môn cường giả, hắn thật muốn biết, Diệp Thần là làm sao làm được. Diệp Thần đi tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Bách Lý Hùng nói, người tổn thương cảm giác thế nào? Bách Lý Hùng hoạt động nửa mình dưới, chắp tay nói, trừ hai chân tê liệt mấy phần, còn lại không có gì đáng ngại, Bách Lý Hùng ở chỗ này cảm ơn Diệp Thần y ân cứu mạng, ta cũng là Hoa Hạ cảm ơn Diệp Thần y. Ngươi nếu quả thật muốn cảm ơn ta muốn ngươi ở kinh thành phòng thủ mảnh đất kia. Diệp Thần mở miệng nói, đây là mẫu thân tâm nguyện, bất kể là vì mẫu thân, cũng hoặc là phụ thân, thậm chí là vì đánh lại Giang gia vô tình, hắn đều phải thành lập Hoa Hạ đệ nhất gia tộc. Nếu nguy cơ biến mất, Diệp Thần liền nhắc lên chuyện này. Bách Lý Hùng ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nhắc tới mảnh đất kia. Diệp Thần y thật cần nơi đây và ta thê tử biến mất có chút liên lạc, ta mấy năm này lưu lại nơi đây, chính là vì lưu lại lúc đó đầu mối, ta hy vọng có một ngày khoa học kỹ thuật trước vào, có thể tra được một ít thứ. Bỏ mặc ta thê tử sống hay chết, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Diệp Thần nghe được Bách Lý Hùng nói tiếng nói, hiếu kỳ nói, người thê tử là đột nhiên biến mất. Vẫn là nguyên nhân gì? Bách Lý Hùng trong mắt có chút tịch mịch, Thiết Huyết người cũng có nhu tình chỗ. Cụ thể sự việc ta cũng không rõ ràng, ta có thể tra được duy một đầu mối, chính là nàng biến mất trước xuất hiện ở chỗ đó, ta lúc này mới vận dụng lực lượng bắt lại nơi đây. Diệp Thần y, chân thực ngại quá. Bách Lý Hùng trong lòng thật ra thì có chút áy náy, Diệp Thần cứu hắn, hắn lại không thể đáp ứng đối phương cái này điều kiện. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì, nếu như ta có thể tìm được ngươi vợ tung tích, nơi đây có thể hay không thuộc về ta. Diệp Thần những lời này, giống như ở mặt hồ bình tĩnh đầu hạ một viên đá lớn, Bách Lý Hùng không để ý hai chân tổn thương trực tiếp đứng lên, năm ngón tay lại là bắt được Diệp Thần, kích động nói, Diệp Thần y, ngươi nói là sự thật. Hoặc giả là ý thức được mình thất thố, Bách Lý Hùng vội vàng buông lỏng tay, nói xin lỗi, Diệp Thần y, chân thực ngại quá, ta có chút kích động. Hắn có thể không kích động sao? Nếu như người bình thường nói lời này, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, nhưng là nói những lời này nhưng mà Diệp Thần à. Diệp Thần mới vừa rồi thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, như vậy thông thần thủ đoạn, nói không chừng Diệp Thần thật có hy vọng có thể tìm được mình thê tử. Bách Lý Băng cũng là kích động đi tới, ngực phập phồng, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, ngươi. Ngươi thật có thể tìm được của mẹ ta tung tích. Diệp Thần không dám bảo đảm, ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể thử một lần. Hết thảy chờ trở lại kinh thành nói sau.
Được. Bách Lý Hùng quả đấm cầm chặt, hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, chỉ cần hắn ở Hoa Hạ một ngày, sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Thần. Bách Lý gia tộc thiếu Diệp Thần thực ra quá nhiều. Diệp Thần y, chúng ta. Bách Lý Hùng lời còn chưa nói hết, một đạo vang lớn tiếng truyền tới. Vô tận long mạch khí tấn công tới. Nóng bỏng cảm giác tựa như tùy thời có thể đem người chiếm đoạt. Ba người sắc mặt đại biến, Bách Lý Hùng cái này mới nghĩ tới điều gì, không tốt, tần lĩnh long mạch đã bị phá hư. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, long mạch lực sẽ gặp hoàn toàn chạy mất. Chúng ta phải lập tức rời đi, ta muốn hoàn toàn khép kín nơi đây. Đi mau. Diệp Thần một hơi một tí, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm một phương hướng, luân hồi mộ địa trong không ngừng vang lên một giọng nói. Thậm chí mơ hồ có khống chế hắn bước vào cái hướng kia cử động. Bách Lý Hùng chú ý tới cái gì, mở miệng nói, Diệp Thần y, người muốn tiến vào trong đó. Diệp Thần vẫn gật đầu một cái. Bách Lý Hùng do dự mấy giây, từ túi lấy ra một cái trận bàn. Diệp Thần y, vật này là thủ trưởng giao cho ta, dùng để phong ấn Hoa Hạ tần lĩnh long mạch, người nếu như muốn đi xem, cầm đi chính là, nhưng là bên trong nhiệt độ cực kỳ cao. Hơn nữa có không ngừng lên cao khuynh hướng, Diệp Thần y, người đại khái chỉ có thể ngây ngô 10 phút. Diệp Thần nhận lấy trận bàn, có thể cảm giác trận bàn không phải là phàm vật, thậm chí bên trong hơi thở và vậy nhánh long mạch cao độ trọng hợp. Được, các người đi ra ngoài trước, ta đợi sẽ ra. Bách Lý Hùng và hai nữ không do dự nữa, hướng lối ra đi. Mà Diệp Thần thì hướng vậy tần lĩnh long mạch đi. Nhiệt độ không ngừng lên cao. Diệp Thần đem thân thể huyết long thả ra ngoài, lúc này mới dễ chịu mấy phần. Càng đến gần chỗ sâu, hắn vượt có thể cảm giác được luân hồi mộ địa vậy cái cỡ nhỏ long mạch mãnh liệt. Thậm chí liền tòa kia còn sót lại mộ bia cũng là không nứt ra, tựa như đại năng dáng thế. Đột nhiên, Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hắn đi tới một nơi đất trống trải, một cái ước chừng 1000 mét chi dáng dấp long mạch hiện lên trước mắt. Vô số màu vàng, màu đỏ lưu quang ở bên trong lóe lên. Linh khí cường đại bao quanh Diệp Thần, cơ hồ muốn cho hắn rên rỉ đi ra. Nếu như cẩn thận xem, Diệp Thần thậm chí phát hiện cái này tần lĩnh long mạch do 9 cái rồng khổng lồ tạo thành, 9 con rồng trông rất sống động, ánh sáng màu tươi đẹp, hình thái giống như thật. Có rồng khổng lồ thật giống như cưỡi mây lướt gió, muốn đưa ra ảnh vách đá, bay hướng bầu trời, có trợn tròn cặp mắt, trợn mắt nhìn. Có dương nanh múa vuốt, bày ra dáng điệu nghênh chiến, có khí thế hung hăng đằng đằng sát khí, còn có quay đầu nhìn xa, kêu gọi đồng bạn. Đây chính là Hoa Hạ long mạch. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, Diệp Thần trong cơ thể vậy cái huyết long vọt ra, trực tiếp chui vào trong long mạch. Không chỉ như vậy, hắn túi khối đá màu đen kia, thật giống như bị nào đó chỉ dẫn, lao ra túi, trôi lơ lửng ở long mạch trên. Điên cuồng hấp thu vậy long mạch khí. Đá màu đen lóe lên ánh sáng màu vàng. Long mạch trên ngay tức thì hiện ra luân hồi mộ địa. Vô số mộ bia bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà tòa kia có thể dẫn động mộ bia ánh sáng càng ngày càng sáng, đi đôi với một đạo vang lớn. Mộ bia nổ bể ra. Một đạo thân ảnh lại vọt ra. Đối phương một bộ áo dài trắng, dáng người mờ ảo, mực phát 3000, lưu tả ở đầu vai, hơi lóe sáng bóng. Sau lưng có một cái kiếm thật lớn hạp, mặt như quan ngọc, nhưng lộ ra hời hợt, để cho người kinh vi thiên nhân, cho dù là yên tĩnh đứng ở nơi đó, vậy sinh ra một cổ trong trẻo lạnh lùng trác nhiên, nhiều liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Trong mắt đen thâm thúy như một cái đầm cổ suối, nhìn cặp mắt kia, liền quanh thân không có sức, không bước ra bước chân. Sấn treo ở giữa không trung bóng người, thẳng tựa như thần linh dáng thế. Vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê lại đi ra, Diệp Thần đột nhiên kinh hô thành tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.